một cái thôi, ban ngày mở nhiều quá nó sập CB ngoài kia luôn ấy. Máy này dây này đâu phải là dây công nghiệp đâu, nó sập liền luôn á. Để đấy đi, ai xếp cái hàng đó cho xếp cho xong luôn đi. Tuấn cao cấp và lụa Hà Đông hả? Cái đó bên em bây giờ em đang là dọn dẹp nhà, em chưa có like được đâu chị ơi. Em có thể phốt hình lên trên tường cho chị mua sao like được không? Dạ, em chào tất cả các chị. Em có thể phốt lên trên tường Facebook á nha. Chị có thể mua sao like được không chị? Chứ còn bây giờ em đang là hết tuần này em còn đang dọn dẹp và đang là nhiều kế hoạch lắm, cho nên là em chưa có like được đâu chị ơi. Bán nha các chị ơi, alo. Đâu rồi mấy cái màu mà xếp, màu đỏ, màu xanh, màu vàng đâu rồi? Cái nào xếp xong một màu chút tiền mà đưa lên cho chị có nào. Khoảng 140 người tuổi, rất thích màu sang. Và em mặc có nha chị Cathy Lê ơi. Và em mặc có nha chị. Mặc đồng phục hả chị? Nếu mà mặc đồng phục thì chị thích hàng thiết kế hay là chị thích hàng gì nhỉ? Chị thích hàng thiết kế hay là chị thích gấm mới được nha chị ơi. Tại sao đến giờ bán hàng mà không ai lên trên đây vậy nhờ? Vải lụa tơ tằm. Em có màu này này. Nhưng mà các chị ơi, nhưng mà em nói cho nghe nè. Nếu mà mình mặc đồng phục á là mình phải lựa cái màu á nó gọi là trung tím nhất. Chứ nếu mà là lựa cái màu mà nó đẹp ấy, có thể là có những chị mà da tối mặc sẽ không đẹp. Còn da sáng thì nó quá là ok rồi. Và đặc biệt nữa, còn cái nữa là đồng phục thì có chị tròn, có chị gầy, có chị dáng đẹp, nói chung là nó lung tung lắm chị ơi. Cho nên là cũng sẽ rất là khó luôn. Bây giờ mình quyết định là mình mua như thế nào thì biết đường tư vấn nha tình yêu nha. Vải tú mặc. Mẫu này các chị ơi, đây là chất vải hồi trước á, nhà em gọi vải này là vải gì nhỉ? Tự nhiên quên mất tiêu cái tên rồi chị. Hay hồi trước gọi là vải gì ta? Tự nhiên quên cái tiêu mất tên luôn. Sáng giờ nó cứ lung tung lên tan trong, tự nhiên quên cái tên mất tên luôn chị ơi. Nghe. À, chéo dâu, à đúng rồi. Ui dồi ôi. Các chị ơi. Ôi chàng ơi, các chị cho em nha, 100.000 một áo cho em. Em có nó ở đây, nó treo cho các chị được là màu hồng cánh sen này, màu hồng dâu này, màu vàng đầu và màu đỏ. Cho em 100.000 một áo. Đặc biệt vải này các chị có thể may đầm được, may áo dài cắt tân, may áo dài truyền thống, may chung suốt cho em cũng được luôn.
cho em là hồng cánh sen giá 100.000 nha các chị nha. Chị nào lấy hồng cánh sen thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Giá cho em 100.000 một áo các chị ơi, không có phải bỏ phiếu đâu nha. Dịch phiếu ra rồi ở đây để xếp hàng xong rồi làm giống bình thường thôi chứ không phải là cứ bỏ từng bịch đâu nha. Ô là trời, đọc đây. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Vải áo em mặc là giá 190.000 một vải áo nha chị nha. Bích Nguyễn hồng cánh sen. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em các chị ơi. Vải áo em mặc giá 190.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha các chị nha. Eva Chi Nguyễn xét tú mặc. Bà chị mặc đâu rồi? Mở máy lên. Không mở lên làm sao in phiếu được. Cái dây ở đó nó dính á, là nó bị tuột ra, nó không có điện thì mở cái kiểu gì. Thì Lê hai áo túi mặc. Teresa cắt tin hầm cánh sen. Soli Kim hầm cánh sen một áo. Hồng Anh hầm cánh sen. Giá cho em 100.000 các chị ơi. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em nha Kim các chị hơi ơi. Hầm cánh sen hai áo. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy hồng cánh sen thì các chị chốt hồng cánh sen cho em nha các tình yêu ơi. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Tương tác giúp em với nha các chị nha. Vải áo em mà không có tính than chị ơi. Em có hồng cánh sen nè. Em có hồng dâu nè các chị. Trời ơi cái vải này em bán khuyến mãi cho các chị giá có 100.000 thôi đấy. Thúy Nguyễn hồng cánh sen. Thật sự là các chị không mua là rất tiếc luôn. Em bao giá cho các chị đi mua luôn. Ai mua được rẻ hơn thì cứ việc trả lại cho em các chị ơi. Giá cho em 100.000, chị nào lấy thì các chị chốt hồng cánh sen cho em các chị ơi. Giá cho em 100.000 nha các chị nha. Bây giờ như thế này này, nếu như trường hợp mà không thể nào mà ngồi mà in phiếu được thì viết bằng tay bằng cái giá tiền vô trong đó. Từng cái phiếu tí bỏ xuống thì cứ vậy viết vào cho nhanh. Chứ còn nếu mà trường hợp mà đọc phiếu như vậy thì có mà đến đời nào với xong, một trong khi đến like có 2 tiếng đồng hồ thôi. Trương Hường hồng cánh sen. Cho em hồng cánh sen các chị ơi. Chị nào lấy hồng cánh sen thì các chị chốt hồng cánh sen cho em. Nguyễn Trâm hồng cánh sen 100.000 một áo các chị ơi. Còn hai áo hồng cánh sen. Đỗ Thúy hồng cánh sen hai áo nữa là hết. Hôm nãy có mấy cái khúc lẻ thì đưa ra cho em đâu rồi? Cho hết lên trên đây rồi đúng không? Cho em là hồng dâu nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Lấy một cái bút ra ghi phiếu vào đi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em nha các chị nha. Cầm nguyên một cọc phiếu ghi 100% vào đấy nhanh lên. Tóc Hàn úi dồi ôi gồi gờ từ giờ đến sáng mai luôn ý. 100 nhanh lên. Nguyễn Trâm hồng dâu 2 áo. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Cô bảo viết thì sao cháu không biết vậy. Thiên Mỹ hồng dâu. Hồng dâu cho em giá 100.000. Thiên Mai hồng dâu. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Giá cho em 100.000 một áo các chị. Nguyễn Anh hồng dâu. Nguyễn Thanh Đẹp hồng dâu. Hồng dâu cho em 100.000. Phạm hồng dâu. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Giá cho em 100.000 hồng dâu 2 áo. Rồi đưa màu vàng ở đây cho chị nào. Nhà Mai Huy Huệ hồng dâu. Hồng dâu cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị nha. Em có hồng dâu này, em có vàng đồng này. Và em có thêm màu đỏ nữa thôi. Vũ Thanh Tâm hồng dâu. Và em có thêm màu đỏ nữa thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Còn 3 hồng dâu nha các chị nha. Trần Hoa hồng dâu. Cho em là vàng đồng và đỏ luôn. Giá cho em 100 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em còn 2. Vàng đồng là em còn cho các chị giá 100. Vũ Hoàng hồng dâu. Quá đẹp luôn. Vàng đồng cho em giá 100. Chỗ đây may áo vàng đồng à. Chị nào lấy vàng đồng thì chốt vàng đồng cho em nha các chị nha.
Kiếm cho em 100 ngàn một áo. Kiếm thấy trường bên em còn một áo Hồng Châu thôi nha chị. Ở đứa đằng sau ấy không tập trung lên nguyên lên xếp hàng hay là đi về ăn cơm rồi vậy? Minh Đoàn áo Tú Mặc, Lưu Mỹ Hà vàng đồng, Kenny Phạm vàng đồng, Trình Mai vàng đồng, Lê Thị. Bên em không có màu trắng kem chị ơi. Kim Thúy Trương em còn một áo vàng đồng thôi ạ. Là hết. Dạ tại em đó mà hết. Chị thấy ở đây à? Chị mới nói hết cũng. Dạ Kim Thúy Trương hai áo vàng đồng. Thì Mỹ vàng đồng một áo. Thanh ơi. Em lên nhà em hỏi anh em coi còn cái máy nào để chốt đơn nữa. Thủ Lĩnh vàng đồng, Kim Hơ Đinh vàng đồng hai áo. Dạ. Phạm Thị Tư vàng đồng, Nguyễn Trâm vàng đồng hai áo, Nhà My Huy Huệ vàng đồng cộng đỏ. Đấy cái phiếu vàng đồng cộng đỏ dịch ra bỏ vô luôn. Hồng Nhung vàng đồng. Dạ rồi là sao? Cái phiếu vàng đồng cộng đỏ cháu bỏ vô cùng một phiếu cho một bịch luôn, tí khỏi phải phái lại. Nguyễn Văn Anh vàng đồng hai áo, Trình Mai đỏ. Đỏ em còn nha các chị ơi. Kenny Phạm đỏ. Làm ở đây một tỷ lần luôn rồi mà cũng không nhớ được luôn. Cho em đỏ và vàng đồng nha các chị nha. Chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ cho em, và chị nào lấy vàng đồng thì chốt vàng đồng cho em nha các chị ơi. Giá cho em là 100 ngàn một áo. Cái vải của đỏ nó là lụa chéo dâu nha các chị nha. Lụa chéo dâu cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em các chị ơi. Giá cho em 100. Hoàng Khải một áo vàng đồng, Kim Thúy Trương ba áo đỏ, Nhung Nhẫn Nhân đỏ, Tình Mai thêm một áo vàng đồng, Hà Mai Huy Huệ áo Tú Mặc, Phan Thụy đỏ, Mỹ Tâm Trần đỏ, Hương Linh vàng đồng một áo. Nè các chị ơi. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp không tưởng luôn. U là trời. Trương Thị Phương Mai áo Tú Mặc. Đỏ cho em giá 100, vàng đồng cho em giá 100 và mẫu này các chị cho em là đen lá. Nguyễn Trâm đỏ hai áo. Đen lá cho em giá 100.000 các chị ơi, chất vải là lụa. À, xin lỗi, chất vải là von mới tân tần. Ôi trời ơi nó đẹp. Cái này mà không lấy thì không biết mua cái gì luôn, nó mới chế ơi. Cho chị cái đầu bộ bốt bấm cửa ra đây coi nè. Mẫu này các chị chốt cho em là von, giá cho em 100.000 nha các chị nha. Chị nào lấy von thì các chị chốt von cho em. Giá cho em 100.000 một áo thôi các chị ơi. Lấy cho chị thêm một cái máy để chốt đơn nữa. Với lại em coi là cái màn hình hồ sơ này muốn xài này thì đặt comment cho phần người chốt đơn đấy, là xài bằng cái máy ở nhà sử dụng được không, còn không thì duyệt cho chị một cái to để cho chị đọc. Mẫu này các chị chốt cho em này các chị ơi, von cho em giá 100 nha. Von cho em giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy von thì các chị chốt von cho em còn đỏ còn vàng các chị ơi. Tôi là Kim đen, Vi Nguyễn von lá, Hồng Anh đen lá, Hồng Nhung von lá, Nguyễn Phượng von lá, Thi Quyền von lá. Von lá cho em giá 100 các chị ơi. Vi Tuấn von, Nguyễn Lan von. Von cho em giá 100 von lá, Lương Quyên von lá,
xuất sắc. Tràng Nga von lá xuất sắc luôn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt von lá cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt von lá cho em. Giá cho em 100 các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt von lá cho em. Tràng Hoa đỏ 2 áo. Đỏ cho em giá 100, vàng cho em giá 100, von lá cho em giá 100. Cũng thu 2 áo von lá. Chia sẻ livestream cho thì em. Thì Quyên thêm 1 von lá. Các chị ơi, chị chia sẻ livestream cho em thêm 1 von lá. Thân Vân 100 von lá. Yên Hoàn vải áo tú mặc. Còn 3 von lá. Vỏ thắm von lá. Còn 3 con lá. Đọc hết một áo rồi, còn 2. Mẫu này các chị ơi, em nói cho các chị nghe nè. Bây giờ mẫu chị chia sẻ live stream cho em đúng một lần thôi. Em có 2 màu. Chốt đơn 80 ngàn một áo cho em. Nguyễn Nhung von lá. Nguyễn Bạch đỏ 2 áo. Hết đỏ. Bỏ thắm con lá nữa là hết. Các chị ơi, các chị cho em một lượt chia sẻ live stream đi các chị. Em có 2 màu. Em có màu xanh min. Và em có cho các chị là màu hồng dâu. Giá chốt đơn cho các chị là con 80 ngàn một áo cho em. Lấy màu gì thì chốt màu đó cho em nha các chị ơi. Lấy màu gì thì chốt màu đó cho em nha. Cho em là xanh min và hồng dâu. Giá là 80 ngàn, chất vải là von. Nếu nhận vải không đẹp, khỏi cần trả tiền. Cho em là von 80 các chị ơi. Tâm Nguyên Thái, xanh min. Tâm My Đinh, xanh min 80. Trương Mỹ Phượng, von xanh min. Xanh min 80 cho em và hồng dâu 80 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh min cho em 80 và hồng dâu cho em 80. Nguyễn Thanh Hiền áo tú mặc. Nguyễn Phan Nguyễn Tường Vi một áo xanh min. Một áo hồng dâu von. Trương Mỹ Phượng von hồng dâu. Hồng phấn xanh min. Đưa máy ra cho Tú đi Nhung ơi. Nguyễn Thị Ánh von 80 hồng dâu 2 áo. Không có giá thì viết bằng tay có vậy thôi. Nguyễn Bạch Mai von xanh min. Trời ơi. Tú ơi. Em trả lời chị hả? Em chưa nhìn thấy chị nói cái gì hết chị ơi. Hương Y Chi xanh min. Nguyễn Ánh Thi 2 hồng. Hoàng Trang xanh min. Phạm Nguyên xanh min. Lê Nguyệt hồng. Trâm Nguyễn xanh min. Bích Huệ 1 hồng 1 xanh min. Lê Du hồng. Lê Du xanh và hồng. Nam Thanh Nguyễn hồng. Nguyễn Phượng xanh min, hồng phấn hồng dâu. Hồng phấn hồng dâu là cái gì? Hồng dâu thì hết rồi. Hồng có độ đai hồng. Hồng phấn là Facebook đây hồng phấn. U là trời. Nguyễn Yến xanh min, vải áo em mặc ghé 180.000 một áo chị ơi. Bác xin lỗi, vải áo mặc ghé 190.000 một áo. Xanh min còn 1, hồng còn nhiều. Vải áo em mặc là giá 190.000 một áo. Em còn xanh min và còn hồng nha. Xanh hồng. Chốt đơn cho em giá 80 thôi các chị ơi. Chốt đơn cho em giá 80 thôi nha. Em còn hồng, chị nào lấy hồng thì các chị chốt hồng cho em. Em đang cầm là chất vải von. Chốt đơn các chị giá có 80 à các chị ơi. Đây cái này nữa chốt cái gì giá 80. Yến Hoàng hồng dâu và xanh min. Thế ván thì hết xanh min rồi còn hồng thôi.
Em hết xanh em còn hồng thôi nha các chị. Này em cho các chị xem này. Trời ơi rất tiếc với các chị luôn nè. Ngọc đố bếch hồng. Ôi nó đẹp. Ai bán các chị được 80 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt đen 80 cho em. Đen 80 cho em các chị ơi. Đen 80 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen 80 cho em. Giá chốt đơn cho em là giá 80 ngàn. Mua sau like là bán giá 120 ngàn một áo. Trang Nguyễn đen, Lâm Trần đen. Bỏ cái đó vào trong một cái bịch 20 kg, dồn ra ngoài kia. Chứ không có để như vậy, tí nó úp vải lên một cái một nó không biết đâu. Những cái màu hàng mã. Chị nào lấy thì các chị chốt đen cho em nha. Giá cho em 80 các chị ơi. Đen cho em 80 các chị ơi. Tâm Phạm đen, Phương Thanh đen, Nguyễn Đồng đen. Đen em còn 4 cho mấy chế ơi. Hậu Vĩnh, Hậu Vinh đen. Các chị ơi, đen em còn 4 thôi nè. Còn 3. Ôi nó đẹp. Bọc đêm một áo hồng dâu. Xuất sắc luôn. Có thì Diệp đen 2 áo. Trinh Ngọc đen nữa là hết đen. Giờ các chị còn muốn mua hàng 80 nữa không các chị ơi? Các chị còn muốn mua hàng 80 nữa không? Nhớ chia sẻ live stream cho em này mấy chế ơi. Các chị ơi, thứ hai đầu tuần rồi đấy các chị. Bài áo em mặc giá 190 ngàn một bài áo nha. Đây này Nguyễn bài áo mẫu mặc. Ôi nhiều đồ đẹp như vậy thì làm sao mà có thể nào mà chịu nổi được chờ. Cái này gọi là đồ tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng luôn á các chị. Cái này gọi là tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng luôn á. Thì sạm phải áo mẫu mặc. Này cho các chị xem này. Nhà may Huy Huệ Văn Hồng. Cho em này các chị ơi, giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt mango tím cho em. Mango tím cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt mango tím cho em. Dâu Văn Hồng 2 áo. Các chị ơi cho em là mango tím giá 100 ngàn. Phải Thái Tuấn hả chị? Phải gấm hả? Cái lô gấm hôm vừa rồi nhà mình em có để đây không hả? Gấm giá 200 á, có Thái Tuấn á. Chị nào lấy thì các chị chốt mango đen cho em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo 2m, khổ 1m6 các chị ơi. Mango đen cũng được, mango tím cũng được. Thanh Vân mango tím, Nguyễn Phương mango tím, Trinh Nguyễn mango tím, Ca Thi Nguyễn mango tím, Thao Nguyễn mango tím. Chuẩn bị cho chị nhé. Thủ lĩnh mango tím. Chuẩn bị và tìm gấm cho chị được không? Có ngay chị để chị cầm. Nguyễn Ngọc Tú mango tím, Trái Cherry mango tím, Cindy Phạm mango tím, Mai Bạch Mai mango tím. Chị chọn. Tại vì giờ Bạch Yến mango tím. Thơ thì chị mang gỗ tím 2 áo, Yến Phạm mang gỗ tím. Tới trong đây là lựa đi chị. Ủa, có thấy đâu. Đấy, Lê Vy Ngô mang gỗ tím. Báo dài không? Hà Nguyễn mang gỗ tím. Lỡ rồi, chứ có đây rồi chọn đi chị. Chứ đúng đây là không bán đâu, chúng ta thích thôi cứ chọn đi. Chọn phẩm hả? Quá, chọn dài thôi chứ gì. Em đâu có lấy dài máy sẵn đâu chị. Thấy bằng dẹp ra. Nông Nguyễn mang gỗ tím, Kim Huỳnh Nam áo mang gỗ tím. Hay không kịp. Không kịp quá hả? Bao nhiêu mà? Mai. Oh no no no, không ai phải như thế. Ở đây không ai bán nó dài mấy tặng nó chỉ. Bởi vì nó đẹp. Mang gỗ tím em hết rồi các chị. Mai này thì em sẽ nói thợ mai cho, nhưng mà thôi ngày mai là em chịu mua rồi đấy. Em có mai đầu hè vô điều kiện cho mấy chị ơi, cái gì luôn. Ôi thích luôn chạy vô liền. Vậy hả? Ai các chị ơi đẹp chúa. Cho em là hồng dâu nha, giá cho em 100 ngàn các tình yêu ơi. Nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Đấy, nó đấy chị. Sao mà đi may gì đâu, đi mua gì đâu, đi may mặc gì đâu mà giờ này mới đi may thì ai may cho mình chị. Chị ơi, đợi em đi, em hỏi cho. Hồng dâu nha. Đi Nhung ơi, hồng dâu nha các chị nha. Hồng dâu cho em để em hỏi cho nha. 100 ngàn. Chị ở đâu vậy chị? À,
ở đâu bạn? Ở ngoài lòng ok để hỏi bạn. Cho em hồng dâu dẻ mai cái. Bạch mai hồng dâu. Liêu hồng hồng dâu. Đúng rồi, cái của anh. Hồng dâu cho em giá 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Các chị ơi, giá cho em 100 ngàn. Nguyễn Linh hồng dâu, Hoàng Trang hồng dâu, Chi Lê hồng dâu, Đỗ Mon hồng dâu, Kim Huỳnh hồng dâu, Bạch Yến hồng dâu, Nguyễn Lan hồng dâu, Anna Ngô hồng dâu, Diệu Huyền hai áo hồng dâu, Hoa Nguyễn hồng dâu. Hồng dâu cho em giá 100. 30 áo hả? Có phí đẹp có gì Trần Hường hồng dâu 30 áo. Phương Trinh hồng dâu, Nguyễn Hiếu Đạm hồng dâu, Phương Phạm hồng dâu, Hoa Võ hồng dâu, Gái Còn Nguyễn hồng dâu, Văn Phạm hồng dâu nữa là hết hồng dâu. Sao gọi điện cho họ nghe máy trời. Chờ em một chút nha, em gọi mẹ này cho. Mẹ mà không nghe máy vậy là thua với chị luôn á. Nói là may được tóc hành hay chưa lấy. Thế bây giờ em gọi điện em hỏi cho chị liền, nếu mà được thì chị may, còn không được thì trả lời luôn. Các chị ơi cho em đem nha, vé cho em 100 ngàn. Vũ Thăng Tâm bảy áo mẫu mặc. Đen cho em 100 ngàn các chị ơi, một bộ mẫu mặc. Các chị chốt đen cho em, vé cho em 100 ngàn một áo. U là trời ơi nó đẹp. Không có dùng nào. No no. Đẩy khác ra tới đâu nó cũng ngủ xếp tới đấy. Tâm mi dinh đen kim phụ đen. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em nha các chị ơi. Vé cho em 100 ngàn thôi các chị ơi. Không nghe máy. Đi ăn cơm. Phường Bí đen. Đen cho em 100 ngàn nha. Chị nào lấy đen thì các chị Nguyên Thảo đen. Còn đen. Phương Trị đen. Còn đen. Dung Thủy đen. Du Trương hồng dâu. Đen cho em 100 ngàn các chị ơi, chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em nha. Dung Thủy đen. Nguyễn Lan đen. Chị ơi. Không kịp. Vân Phạm đen, Nhân Võ đen. Giờ này là cua. Ngày mai rồi. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen nha. Vé cho em 100 ngàn nha các chị nha. Trời ơi các chị ơi, cái vải này các chị mà nhập ngoài nó không khác gì cái hàng lụa mà cao cấp, mà các chị mua mấy cái đầm mà đầm thiết kế may sẵn mà mấy trăm ngàn triệu bạc một áo các chị. Giá cho em 100 ngàn một áo nha các chị ơi. Chị nào lấy đen thì các chị chốt đen cho em. U là trời ơi nó đẹp lắm luôn á. Chốt đơn cho em 100 nha các chị nha. Xuất sắc luôn. U là trời ơi. Sao mà mặc gì đâu mà may muộn như vậy thì làm sao mà kịp mặc chị. Ngọc Thảo đen. Ví dụ chị có mua thì chị cũng phải để cho người ta chỉnh sửa cho chị, chứ phải có thời gian chứ. Liễu Dinh đen. Đi thuê đi chị. Thuê đâu mấy tiệm. Loan Mai đen. Thuê nó giả quá, nãy có đi bộ rồi. Tâm Phạm đen. Các chị mặc đẹp quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn. Ok, mốt có mua vải nhớ ghé em ủng hộ nhá. Nguyễn Vân đen. Thế còn mấy nhân viên thích quán vô đây làm hả? Không có, con đố thương đen. Dạ, yeah, lúc nào với chị, giờ em đang bán hàng rồi. Còn hai Nhung ơi. Chị gì nói thêm quần trắng cho chị kìa, lấy thêm Suri ăn vải áo mẫu mặc. À, ba gì? Ok, chị Tâm Mi Dinh. Thêm quần trắng đúng không? Dạ, em cho chị cái quần trắng. Dễ cho em 100 ngàn nha các chị ơi. Mùi xăng còn mấy đen. Hả? Mùi xăng còn. Còn hai đen nữa không? Này các chị này. Cái này là Nguyễn Anh đen vô bắp đen nữa em hết. Em nói các chị nghe nè. Đây là chất vải von xốp. Bình thường em vẫn bán các chị giá 100 ngàn, nhưng mà hôm nay em mua được hàng này này là do như vậy này các chị. Ví dụ một cây hàng của nó khoảng chừng trăm mấy chục mét. Cái này nó còn lại cỡ khoảng chừng 30 áo, 40 áo. Nó bảo thôi giờ Tú ơi em lấy hết đi, chị bớt cho em 1 mét vải là 5 ngàn. Là chạy ra như vậy là okay, bình thường chị em bán các vô. Chị giá 100. Bây giờ em tính các chị giá 90 thôi. Chất vải là von xốp hay gọi là lụa xốp với các chị.
thì nó chỉ có bằng này thôi, giờ con muốn mua thêm nữa cũng không còn luôn. Cho nên là họ bớt được một chút thì em về em bớt cho các chị một chút nha. Cho em là von top giá cho em là 90, chị nào lấy thì các chị chốt von top cho em nha. Von top cho em giá 90 các chị ơi. Đây là chất vải lụa top hay gọi là von top, nó có độ co giãn đó các chị, đẹp lắm. Đây làm cho các chị xem nha. Đó. Cho em là von top hay lụa top cũng được, cho em giá 90 thôi các chị yêu ơi. Chín mươi cho em thôi nha các chị nha, chị nào lấy thì các chị chốt con sốt hoặc lụa sốt cho em giá 90. Đẹp lắm luôn đó các chị. Trần Thị Ngọc in con sốt, Trang Lê con sốt, Trang Nguyễn Anh hai áo con sốt, Chi Lê con sốt, Kim Phụ con sốt, nhà may Huy Huệ con sốt, Tùng Hoàng con sốt. Sốt cho em 90 thôi các chị. Chị nào lấy sốt thì các chị chốt sốt cho em nha. Na Lê con sốt, Thang Nguyễn Văn Sốt. Nó xuất sắc lắm. Chị nào lấy Văn Sốt thì các chị chốt Văn Sốt. Yến Đàn Văn Sốt. Sốt cho em giá 90. Dung Nguyễn Văn Sốt. Sốt cho em 90 các chị ơi. Chị nào lấy sốt thì các chị chốt sốt cho em nha. Giá cho em 90 thì các chị. Đàn anh đào con sốt còn. Đây gấm thái quấn chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Gấm này có sốt lên chỗ Facebook với các chị. Cho em số 1 giá 200 ngàn một áo. Chất vải là gấm thái quấn nha các chị nha. Chất vải cho em là gấm thái quấn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 1 cho em. Em có số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó không biết luôn. Bây giờ cứ có màu nào là chốt đơn màu đó cho các chị nha. Cho em số 1 giá là 200 ngàn một áo. Chất vải là gấm thái quấn. Em có post lên trên tường Facebook với các chị. Số 1 em có 4 áo. Đi mua 2 áo con sốt. Còn số 1 em có 4 áo nha. Phạm Quyên số 1. Đây. Vừa 4 áo không ai vậy? Thủ lĩnh số 1. Chị nào lấy quần luôn thì vui lòng comment quần luôn cho em để mở vô cho mình nha các chị ơi. Nhi Lê số 1. Okay. Trần Thanh Thúy số 1 nữa, em hết số 1 nha các chị ơi. Ok chị Oanh Nguyễn, để bên em xin kiểm tra tin nhắn chị Điền nha chị. Này các chị ơi, số 2 cho em luôn nè, giá cho em 200 ngàn một áo luôn nè các chị. Quần vô nữa là đẹp tuyệt vời luôn nè các chị ơi. Số 2 cho em giá là 200 ngàn một áo, chất vải là gấm thái quấn cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 2 cho em. Chị nào lấy quần luôn thì các chị vui lòng comment quần luôn cho em nha. Giá cho em là 200 ngàn một áo các chị ơi. 300 ngàn một bộ, quần này là quần lụa rếp cắt 2 mét vải, giá có 100 ngàn thôi. Số 2 cho em giá là 200 ngàn thu hàng con sốt. 2 cho em giá 200 nha các chị nhé. Chị nào lấy 2 thì các chị chốt số 2 cho em. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các tình yêu ơi. Quần này, áo này có 300 ngàn một bộ thôi các chị, lấy 1-2 móc thôi được rồi. Chị nào lấy số 2 thì các chị chốt số 2 cho em. Giá cho em là 200 ngàn một áo, 300 ngàn một bộ nha các chị nha. Rồi em có màu này cho các chị luôn nè. Nguyễn Lan Von Shop, Thanh Mai Lê Von Shop. Số 3 cho em nha các chị nha. Trang Lê số 2 một set. Nhà may Huy Huệ số 2 một set. Còn Thúy Lâm Trương số 2 một set. Còn Hồ Thị Tường Vi số 2 một set. Còn màu này là màu số 3 cho em nha. Số 3 cho em giá cho em là cũng 200 ngàn một áo luôn. Cho chị ba cái quần màu này. Màu này này có để trong vật đâu. Trần Thanh Thúy con số 1 set.
cho em là số 3 nha. Số 3 em đang cầm trên tay đó các chị. Giá là 200.000 một áo, chất vải cũng là giống Thái Tuấn luôn các chị ơi. Còn số 2 em còn nha. Đây số 3 này các chị. Cái này các chị phối thêm màu gì các chị biết không? Đỏ đô. Trời ơi nó đẹp. Đỏ đô các chị ơi. Cho em số 3 nha. Chị nào lấy số 3 thì chốt số 3 cho em. Có chị ở đằng sau có treo đỏ đô không? Bên đoàn số 2. Còn ba cho em giá 200 luôn các chị ơi. Chất vải là gấm Thái Tuấn luôn nha các chị nha. Màu này các chị phối thêm cho em cái quần đỏ đô nữa. Sang lắm luôn đó các chị. Siêu siêu sang luôn á. Trần Thúy số 3, Nhi Oanh Trần số 3, Nguyễn Thị Hường số 3. Còn số 3 phối thêm vô cái quần đỏ okay, đô cho các chị. Các chị có chết người không gươm giáo thôi. Hồng Anh số 3. Chuẩn chưa? Vải áo mẫu mặt giá 190.000 một vải áo nha chị ơi. Chị nào lấy số 3 thì các chị chốt số 3 cho em nha. Giá cho em là Hương Trần Thu số 3. Giá cho em là 200.000 một thằng áo, số 3 một set bộ các chị ơi. Ba cho em giá là 200.000 300.000 nha các chị ơi. Cho em là giá 200 và 300. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Màu này ở ngoài các chị phối quần đỏ đô là đẹp tuyệt vời luôn á. Ba cho em, chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Tương tác cho em với các chị ơi. À, nó có chưa ổn như thế. Đố thu vẻ mẫu mặt. Hai móc lèo mà chưa sẵn rồi. Em lên đây cho chị. Nói lại đấy. Được 2-3 mẫu để chị giới thiệu thôi để cấu đáng. Chị. Vải tầm này này các chị này, màu xanh cổ vịt này nhà em còn bằng này nữa, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. 90.000 một áo. Trần Thị Nguyệt Nga số 3. Thùy Trang số 3. Rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em nha. Giá chốt đơn cho các chị 90 thôi các chị. Kim Phục Lê số 3. Rồi. Lưu Mỹ Hà số 3 xếp. Còn cho em là cổ vịt giá 90.000. Chắc phải là tầm ý các chị. Chắc có thể tối nay sẽ có hàng. Em sẽ có áo mặc bán cho các chị đó. Cho các chị xem chứ. Hôm nay sáng chưa thấy video các chị ơi. Cho Lê em Vy... là cổ vịt nhé. Lê Vy Ngô cổ vịt 2 áo. Cổ vịt cho em giá 90 nha. Nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em. Nhà may Huy Huệ cổ vịt. Chốt cổ vịt đi các chị. Nhận vải không đẹp khỏi cầm trả tiền cho em luôn. Trang Lê cổ vịt một bộ. Một bộ em chốt 2 áo nha chị ơi. Một hai mẫu không cần nhiều. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ vịt cho em các chị ơi. Giá cho em là 90.000 một áo chứ em xin lỗi. Nguyễn Lan sang cổ vịt 2 áo, Phương Nguyên sang cổ vịt 2 áo. Tú Trương sang cổ vịt. Trái Cherry sang cổ vịt, Đỗ Thị Thanh Hương sang cổ vịt. Nguyễn Giang sang cổ vịt 2 áo. Trần Thúy vải áo mẫu mặc. Chị Nguyễn Giang ơi mình hàng đẹp lắm mua để dành. Sắc Nguyễn Thi sang cổ vịt 2 áo. Chất vải cũng đẹp luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ cho em các chị ơi. Giá cho em là 90.000 một áo nha các chị nha. Lấy mấy cái hàng lẻ một áo trước đi xa xa luôn. Không có lấy cái này đâu. Lấy một cái này thôi. Châu Vũ vải áo mẫu mặc. Chị nào lấy thì các chị chốt cổ hai áo em. Các chị ơi các chị chốt xong cái này đi. Em sẽ có một cái thông báo như vậy cho các chị này. Đây nếu sang cổ vịt 3 áo. Nhưng mà nhà em sẽ có chiến dịch cho các chị chỉ có 1 cho tới 2 ngày thôi. Chứ em không có bán nhiều nha các chị nha. Hoàng Thị Lan sang cổ vịt 2 áo. Phương Trần Thu sang cổ vịt. Cổ vịt còn 5. Đây. Đây này các chị. Đây nha. À, em sẽ mở bán cho các chị vào ngày thứ 4 và ngày thứ 6. Trong 2 ngày đó. Vì em đang cho nhân viên chuẩn bị cho các chị. Đây nói cho các chị này. Tất cả luôn hàng thiết kế. Tất cả hàng thiết kế luôn. Từ hàng mới mới cắt ở trong cây
cho đến hàng như thế này luôn. Đây ví dụ là còn 3 bộ. Các chị đã bao giờ mua được một bộ đồ như thế này này? Đây là áo nha, đây là quần. Nhưng mà quần này ấy, thì nó có nhiều phúc lệ. Đa số 90% là 1m2 và 10% đó là có những cái khúc vải á, nhà em nó là cuối cây. Em còn 1m4, 1m6, 1m7, 1m3, 1m8 tính hết cho các chị đồng giá hết luôn. Có nghĩa là các chị mua một cái áo này nè, mua 100 áo tặng 100 cái quần, mua 10 cái áo tặng 10 cái quần, mua một cái áo tặng một cái quần. Các chị đã mua được hàng này với giá là 180.000 một bộ bao giờ chưa? Nhà em có chiến dịch bán ngày thứ 3 và ngày thứ 5. Hai ngày đó duy nhất thôi các chị. Còn các chị săn thì các chị săn vào giờ trưa hay giờ tối thì tùy. Em mở bán thì em sẽ bán, còn em không là không. Và em có dự trù cho các chị khoảng chừng từ 500 cho tới 800 áo để bắt đầu em dọn kho nha. Và hàng mới thì em chưa bán bao giờ, lô 10 áo, 15 áo cũng là tính các chị đồng giá hết nha. Cho nên là với cái giá trị của một cái vải áo này thì đây là các chị đã được tặng một cái quần nha các chị nha. Còn quần là 1m2 toàn bộ, có nhiều khúc quần các chị vô tình nhận được chị đấy cái quần 1m6, 1m7, 1m8 em tính hết toàn bộ luôn ha. 180.000 một bộ nha các chị. Một bộ nha, chứ không phải là một áo đâu. Cái này em thông báo cho các chị trước để các chị chuẩn bị, các chị biết được cái giờ chính xác. Và em sẽ làm một cái clip rất là rõ ràng cho các chị để các chị mua nha. Hàng này của nhà em hoàn toàn hàng mới. Hàng của nhà em hoàn toàn hàng chất lượng, chứ không phải em mua hàng mà hàng căn lý, hàng tồn kho về em bán cho các chị đâu nha. Nhà em hàng có mặt đầy luôn. Có 3 set thôi, chị nào lấy thì lấy. Nhà may Huy Huệ, 3 sang cổ Việt Phương Trang, 2 sang cổ Việt nữa là hết. Vậy thôi Hoa ơi, trẻ lắm. Đó, là đang treo được bằng này cho các chị này. Nhưng mà bây giờ em chỉ đánh bằng này cho các chị thôi. Đang trẻ tối. Bây giờ chị nào lấy thì các chị chốt cho em này. Cứ một áo em tặng một quần, mua 1.000 áo tặng 1.000 quần. Ok chưa? Cho em T290 180.000 một bộ. 180.000 một bộ nha các chị, không phải một áo đâu nha. Có 3 bộ, chị nào lấy thì các chị chốt cho em. T290 có đúng 3, không có đến cái thứ tư luôn. Có thì chị bán sau đó. Đó, cứ một áo là một quần. Thảo một Nguyên T290, Thanh Vân T290, Minh Nguyệt T290 là hết. Cứ một áo tặng một quần cho em. Không đẹp khỏi cần trả tiền. Và nhà em sẽ mở bán vào ngày thứ 3 là ngày mai và ngày thứ 5, hai ngày đấy nha các chị nha. Thì nhân viên mới có thời gian để có thể hôm nay em phải cho hẳn 2-3 bạn ra soạn cho các chị luôn. Chứ còn không thể nào trong một like mà có thể làm được cái gì luôn đó các chị. Một bộ. Trần Thị Nguyệt nghe T120. Cái này là bạn lỡ bạn Mèo Anh lên T094. Là em mang lên em bán cho các chị nha. Vậy các chị mua Nguyễn Bạch T272 luôn á. Quá là khỏe luôn á chị. Phương Nguyên T262. Một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai luôn. Nguyễn Bạch T224. Vũ Hằng T298. Trần Trúc T240. 180.000 một bộ cho em luôn. Ngọc Hân T135. Trần Xuân T136. Phạm Quyên T161.
trở về cho em 80. Chất là vải von nha các chị nha, von đẹp cực kỳ. Khi nào lấy thì các chị chốt lập thể von cho em giá 80. Lập thể von cho em giá 80 các chị ơi. Quá là đẹp luôn. Chuẩn không cần phải chỉnh luôn mấy chế. Ôi. Giang Lê vải áo mẫu mặc. Lập thể von cho em giá 80.000 nha các chị nha. Giá 80.000 là đa số người ta bỏ lên cho các chị là một áo, hai áo là hàng lẻ thôi, còn nhà em nguyên kiện. Trang Nguyễn lập thể von, Nguyễn Phương lập thể von, Thu Huỳnh Hằng lập thể von, Nguyễn Hương lập thể von, Hương Nguyễn lập thể von, Anna Nhung lập thể von, Loan Đào lập thể von, Hoàng Nguyễn lập thể von hai áo, Khoa Võ lập thể von, Nira lập thể von, Khôi Ngoại hai áo lập thể von. Lập thể von em hết nha các chị ơi. Dễ cho em mà trời ơi, nó đẹp quá trời quá đất. Cho em là lá xám, giá cho em 100.000. Lá xám cho em 100.000 các chị ơi. Em lấy cái lụa Haya Thượng Uyển mà cái màu xanh 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 xám như vậy đấy, ngọc ngọc á, ngọc ngọc đậm ra đây cho chị này. Lập thể con em hết này các chị ơi. Các chị ơi, cho em là lá xám. Lá xám cho em 100.000. Bạn phối với lại cái quần màu này nó nhẹt lắm, em lấy hẳn Thượng Uyển Haya lên phối cho các chị luôn. Hoa ban trắng lá xám. Chị nào lấy nguyên set thì đánh nguyên set luôn cho em, chỉ giá chỉ có 200.000 thôi. Cho em là lá xám chất vải là lụa mango giá 100.000. Giá cho em 100.000 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt lá xám cho em. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho Tú. Chị nào lấy nguyên set thì đánh nguyên set luôn cho em. Nguyên set cho em là giá 200 nha. Còn chị nào lấy ngọc đậm thì các chị chốt ngọc đậm cho em 100.000 luôn. Lưu Hồng lá xám, Nguyệt Bùi lá xám. Phối là màu là chuẩn, không cần phải chỉnh cho các chị luôn á. Xuất sắc luôn các chị ơi. Hồi Mai lá xám set. Hoa ban trắng lá xám thêm cuộn. Anna Ngô lá xám. Lá xám cho em 100. Trần Hoa lá xám 1 set. Kim Huỳnh lá xám 5 set. 1, 2, 3, 4. Cho chị cái này thêm đi Hạnh ơi. Nhưng mà Nếu Hạnh lá xám. Trần Thị Nguyệt Nga lá xám set. Phương Nguyên 2 áo lá xám. Còn không? Đưa cho chị. Một Nguyệt Vũ lá xám xét. Còn một chứ không? Thu Hằng Huỳnh lá xám xét. Nếu mà em hết lá xám nha các chị ơi. Quen quen, còn đây một nữa Nhung ơi. Cái này hai rồi. Đây, còn một nữa. Tú Trương lá xám. Còn một xanh ngọc đậm, chị nào lấy ngọc đậm thì các chị chốt ngọc đậm cho em. Và chị nào lấy gấm thái quấn thì các chị chốt gấm thái quấn này cho em. Cái hoa này các chị mặc ở ngoài nó nổi hẳn, nhưng các chị nhìn thấy cái đường nổi vân của nó không? Đẹp lắm cho em luôn ấy. Số 5 cho em giá 200, chắc phải là gấm thái quấn nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Số 5 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt số 5 cho em. Giá là 200.000 một áo. Chất vải là gấm thái quấn các chị ơi. Chất vải là gấm thái quấn. Giá là 200.000 một áo. Hôm nay em mặc cái quần mà em bán các chị giá 100.000 không vừa rồi. Rồi mặc cao còn bằng với lại ấy luôn này. Nhung quần mà không vừa rồi mà mấy chị chê ấy, mà bán quần trăng rưỡi mấy chị đòi quần trăng ấy. Mà còn ngon hơn là cái quần quần đùi luôn á. Ừ, mặc hơi bị ngon luôn á.
Cho em số 5 các chị ơi, giá cho em 200 nghìn một áo nha. Nhà lấy thì các chị chốt số 5 cho em, chất vải là gấm Thái Tuấn nha các chị. Mặc áo dài được luôn này các chị này, nó vừa tới lên cao đằng đúng cái quần áo dài của mình luôn này đó. Trời ơi, nó dễ chịu cực kỳ luôn ý. Đây, các chị thấy cái đường hông bên hông không? Không hề nhìn thấy ngấn luôn này, thấy chưa? Cho em số 5 giá 200 nha các chị nha. Chị nào lấy số 5 thì các chị chốt số 5 cho em. Chị nào lấy nguyên set thì đắng nguyên set cho em luôn nha. Giá 200 ngàn một áo, chất vải là gấm Thái Tuấn nha. Mặc này nhà mình còn bằng này thôi hả? Rồi, cái này nữa, cũng đẹp nữa luôn. Cho chị cái màu tím này, cái lá tím này. Vẻ áo mẫu mặt giá 190 ngàn một vẻ nha chị ơi. Chị nào lấy comment dưới bên vẻ áo mẫu mặt. Tím phía trong á, treo y chang ở đó luôn phía trong á. Cho em giá 100 ngàn các chị ơi. Giá cho em 100 ngàn nha. Con này các chị mới ra luôn. Mới ké kèn kèn luôn á các chị. Đẹp. Lá tím cho em giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt lá tím cho em nha các chị ơi. Cái này không những nó đẹp mà nó thật sự luôn, là đến độ mà lấy đủ màu về bán luôn là các chị biết như thế này. Cho em lá tím 100 ngàn, chị nào lấy thì các chị chốt lá tím cho em. Chi lên lá tím, Huyền Chuyển lá tím, Thúy Phan lá tím, Nâu Nguyễn lá tím. Quá đẹp luôn đó các chị. Huyền Trương lá tím, Nguyễn Hương lá tím, hai áo Nhon Trần lá tím, Phương Loan lá tím, hai áo Phương Phạm lá tím, Huyền Diệu Hoàng lá tím, Hồng Quân lá tím, Tây Nguyễn lá tím, Trần Như Ngọc lá tím, Nguyễn Thu lá tím, Bích Thủy Nguyên lá tím, Thu Hằng Huỳnh lá tím, Nguyễn Linh lá tím, Phạm Kim Phụng Lê lá tím, Phương Nguyên lá tím, hai áo nữa là hết. Em có cho các chị được lá ngọc. Lá ngọc, lá vàng, lá đỏ. Rồi các chị lấy lá nào thì các chị lấy, dư còn bao nhiêu tối em bán nha. Tối còn bao nhiêu tối em bán chứ còn. Thật sự luôn là cái này ở dưới đấy nó cháy hàng luôn nó mới chết. Này các chị này, em có lá ngọc, em có lá vàng. Lá vàng còn này hả? Không, không, đưa màu vàng ở đây trước đã nè. Lá vàng cho em, lá ngọc cho em nha các chị nha. Giá cho em 100 ngàn các chị ơi. Hôm nãy anh nhà em mới xuống lấy mỗi màu hai áo về để dành nha các chị. Tammy Jean lá ngọc. Wow, trời nó đẹp. Lá ngọc cho em 100 và lá vàng cho em cũng 100 luôn các chị ơi. Phương Nguyên lá ngọc 3 áo. Ngọc cho em 100, lá vàng cho em 100 luôn các chị. Nguyễn Hương lá vàng 2 áo. Jenny Nguyễn lá ngọc, Hồng Quân lá ngọc. Chi Lê lá vàng. Ngọc cho em 100, vàng cho em 100 các chị ơi. Nơ Nguyễn lá ngọc, trái cherry lá ngọc, Ngọc Thảo hai áo lá ngọc, Sinh Nguyễn lá vàng, Chim Ngọc lá vàng. Hồng Phấn lá ngọc, Thúy Phan lá ngọc, Hiền Diệu Hoàng lá ngọc. Lá ngọc cho em, lá vàng cho em nha. Và có lá đỏ nữa. Ngọc Anh lá ngọc, lá đỏ cho em. Tuyết Diễm lá ngọc, Bình Phan lá vàng, Nguyễn Phương lá ngọc, Ly Nguyễn lá ngọc. Còn một lá ngọc. Chị Mai Lai, chị lấy 5 bộ nào chị comment rõ giúp em ạ. Còn một ngọc, còn vàng. Thúy Hồ lá ngọc, Hết Ngọc còn Nguyệt vàng. Nguyệt Lê lá vàng, Hương Ngọc lá vàng. Còn vàng lá đỏ nữa. Em hết lá ngọc nha các chị ơi. Còn lá đỏ nữa. Thùy các chị Trần vải áo mẫu mặc. Anna Ngô
đá vàng. Lá đỏ cho em 100 luôn. Chi Lê lá đỏ. Sắc Nguyễn Thi lá vàng. Uyên Hoàng hai áo lá vàng. Thúy Phan lá đỏ. Ngọc Thảo lá đỏ hai áo. Huỳnh Thủy lá đỏ. Kim Minh lá vàng. Đỗ Thu lá đỏ. Hồng Dung Phạm lá đỏ. Vương Nguyễn lá đỏ hai áo. Nơ Nguyễn lá đỏ. Hoa Vũ lá đỏ. Ngọc Hân lá đỏ. Đỏ cho em, vàng cho em các chị ơi. Vé cho em 100 nha các chị nha. Huyền Trương lá đỏ. Nguyễn Thanh lá đỏ. Lá đỏ còn 3, lá vàng còn 5. Mai Lan số 51. Số 51 xếp. Úc Phan lá đỏ. Dung Hoàng vải áo móng mặt. Đỏ còn 2, vàng còn 5. Dung Hoàng lá đỏ còn 1. Vé cho em 100 thôi các chị ơi. Kim Minh lá đỏ. Hết đỏ còn vàng. Lê Trung vải áo mẫu mặc. Các chị ơi lấy văn mẫu này đi các chị. Em còn lá vàng em hết đỏ. Lá vàng đẹp lắm. Lá vàng mặc rất là sang nha các chị nha. Lá vàng cho em là siêu sang luôn đấy. Cái này em hỏi các chị, em hỏi còn mango, có mango nó bảo chưa có về mango các chị ơi. Có về mango là bảo để lên hút cho các chị mỗi màu 2-3 cây về bán để dặn luôn đấy. Xám cho em giá 100 ngàn luôn này các chị. Khi nào lấy xám thì các chị chốt xám cho em vì nó quá là đẹp. Thực sự là nó quá là đẹp luôn á các chị. Xám cho em là chất vải cũng là lụa mango luôn nha. Giá cho em 100 ngàn. Còn các chị mà muốn mua hàng thiết kế của nhà em thì các chị ráng đến có những cái ngày đó, chính xác ngày đó các chị săn sale giúp em nha. Giá đó em bán cho các chị là thực sự luôn là vừa bán vừa tặng đấy. Nếu mà muốn hàng thiết kế, Cấm Thái Tuấn có săn lá không Tú ơi? Thái Tuấn có chị ơi, có săn lá. Săn lá có hàng 400 ngàn một áo có chị. Cho em xám giá 100 ngàn. Khi nào lấy xám thì các chị chốt xám cho em. Giá cho em 100 ngàn một áo. Chất vải là lụa mango, có độ co giãn, không cần phải lót nha các tình yêu. Hôm nay em bán hết rồi các chị luôn, cho nó phối hết lên. Không có quần sẵn, cắt quần trong cây ra tặng các chị luôn. Trời ơi, để em bán đúng 2 ngày thôi nha. Để cho các chị làm gì các chị biết đâu. Hai vi hai xám hương y chi xám. Để các chị mua tặng quà 20 tháng 10 thì em có một chiến dịch như thế thôi. Nguyễn Giang xám. Xám cho em 100 ngàn các chị ơi. Chị nào lấy xám thì các chị chốt xám cho em nha. Giá cho em là 100 ngàn một áo 2 mét khổ 1m6. Chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Mấy cái này để chứ mà các chị may áo dài hay là may áo Bùi Thị Sâm xám đẹp lắm luôn á. Dễ thương lắm. Và đặc biệt nha các chị, may ứng dụng rất là Phương dễ Nguyên luôn. Phương Nguyên xám, Mỹ Nhung cũng xám đẹp luôn các chị. Thanh Phạm xám, Hoa Nguyễn xám. Lê Vi Ngô xám. Lê Hiền xám một xếp. Xám cho em 100 nghìn. Võ Tâm Lê xám một xếp. Dung Nguyễn xám. Cho chị một cái quần một xám. Thủy Hương Lê xám. Gái Nguyễn xám. Các chị đừng có bỏ qua mấy mẫu này nha. Đẹp cực kỳ. Xuất sắc luôn á các chị. Vải cho em chỉ có 100 ngàn thôi. Nhưng mà bao cho các chị không xù xước đường chỉ. Bao cho các chị mà có vải nó độ co giãn, không nhăn nheo, không xù xước gì hết. Còn các chị mua mấy hàng kia thì em không có bao nha các chị. Chốt đơn cho em 100. Hải My xám một xếp. Hai cái xám này nữa thay lên cho chị. Hai cái xám này. Còn xám nha. Trần Thanh Thúy xám, Tống Kim xám, Hoa Nguyễn Thi xám, nhà may Huy Huệ xám. Xám cho em 100 ngàn các chị ơi. Chị nào lấy xám thì các chị chốt xám cho em. Chị chấm bi cho. Hoa đào xám. Chấm bi á. Ừ. Này tối là không còn tí nào bán cho các chị luôn.
cái bill của anh Phạm cho con đẹp hơn. Các chị xinh lắm luôn ấy, mặc thêm quần đỏ cho em nữa là best seller luôn. Hoa vũ xám còn lê thu một lá vàng, cho em đen đỏ giá 100 hoa đào xám. Đen vậy đỏ cho em giá 100 em còn nhé. Các chị ơi, chị nào lấy comment giúp em. Cái mẫu chị mặc nó có màu vàng đồng, chị thấy tụi nó cắt ở dưới, nó có để vô trong bật đấy. Mày treo luôn một ít cho chị với. Chị ơi cho em đen đỏ nha, vé cho em 100.000 luôn. Mẫu này các chị phối thêm cho em cái quần đỏ tươi hoặc quần đen nữa hoặc là đẹp. Đen đỏ cho em vé 100 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen đỏ cho em. Xém em còn nha các chị ơi. Em có may một cái lụa mango đây này. Có phải làm chưa may đâu. Tại vì không dám mặc thôi thì chúng nó chưa có cắt được cái mẫu đấy. Mà cái mẫu đấy là cái mẫu ế nhất. Nga đặng xám đen đỏ cho em 100 các chị ơi. Nguyễn Mười xám còn. Thanh Vân đen đỏ. Đen Thúy đỏ Phan cho đen em 100 đỏ. Đỗ Thúy đen đỏ, Phạm Phụng đen đỏ, Thùy Trang đen đỏ, Nguyễn Yến đen đỏ, Tú Nguyên xám còn. Huỳnh Hằng đen đỏ, Phạm Phụng xám còn. Huệ Trần Trần Huệ đen đỏ, Mỹ Hiền đen đỏ, Cao Thị Minh Thuyền đen đỏ. Đen đỏ cho em 100 và Thôn Thuyết Lê đen đỏ cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Đen đỏ cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt đen đỏ cho em nhé. Cho em chỉ có 100.000 thôi các chị. Nhận vải không đẹp khỏi cần trả tiền cho Tú luôn. Chốt đơn và chốt đơn cho em luôn. Nguyễn Thu Diệu đen đỏ. Không nhận thì là hàng đẹp lắm rồi đấy các chị. Em lấy hàng đến mức độ mà nhà em hết chỗ thở luôn rồi cả. Tiêu chí của em là từ giờ đến Tết chỉ còn cho các chị là với cái lịch làm việc của em là doanh số là đến đúng tháng 12 là em chốt sổ. Và năm nay Tết sớm lắm. Chưa làm được cái việc gì ra hồn luôn. Ui là chàng đét ơi. Vài áo mẫu mặc bên em còn nha chị Mỹ Trinh. Hoa này là hình như là hoa mắc biếc hay sao ấy các chị. Huỳnh Nho đen đỏ. Cho em là đen bông chân nha. Giá cho em 100.000 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đen bông chân cho em. Chắc phải là lụa mango luôn các chị ơi. Ngày nào em cũng hỏi ở dưới đấy hết. Hễ mà có mango và bông chân về mà đẹp cái là em vợt liền về cho các chị bán liền tức thì. Đen bông chân cho em giá 100 các chị ơi. Doãn Nguyễn đen đỏ. Vâng. Chi Lê đen bông chân. Nguyễn Phương đen bông chân. Trái cherry đen bông chân. Hoa ban trắng đen bông chân. Phạm Phụng đen bông chân. Hồng Dung Phạm đen bông chân. Dung Thủy đen bông chân. Thủ lĩnh đen bông chân. Trúc Trinh đen đỏ. Vâng. Huệ Trần Trần Huệ đen bông chân. Còn. Thanh Vân đen bông chân. Nguyễn Thu Diệu đen bông chân. Lưu Hồng đen bông chân. Thúy Nhà Mai đen bông chân. Đen bông chân cho em giá 100 nha. Thanh Lê Thúy Đạt. Thúy Đạt đen bông chân. Hoàng Oanh đen bông chân. Nhon Trần đen bông chân. Duyên Huỳnh đen bông chân. Còn 3. Nguyễn Yến đen bông chân, Hồng Nguyễn đen bông chân. Còn một. An Trần đen bông chân, nữa là em hết đen bông chân nha các chị ơi. Em có đen hoa này, em có đen đỏ nữa. Chị nào lấy thì các chị chốt đen chân đỏ cho em. Các chị lấy thì các chị lấy luôn đi, cho nhân viên các cái khác tối bán. Đen chân đỏ cho em giá 100 các chị ơi. Cái màu này ở ngoài nó nhẹ như là đúng chuẩn đỏ đô đấy chị. Đen chân đỏ cho em nha, giá cho em 100.000. Hoa này giống như hoa mắt biếc đó các chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Giá cho em 100 nha. Một ngày em tích cắt bao nhiêu mẫu cho các chị luôn á. Mà cũng không đủ để bán luôn á. Đen chân đỏ cho em giá 100. Cả những cái hàng nhiều ở đây cũng sợ luôn nha hả. Rồi
chi lơ đen chân đỏ, mai bạch mai đen chân đỏ. Trong cây chắc để làm vải, để làm chương trình. Nguyễn Uyên đen chân đỏ, Hồng Dung Phạm đen chân đỏ, Nguyễn Yến đen đen chân đỏ, Trần Hương đen chân đỏ, Phạm Phụng đen chân đỏ, Đinh Liễu hai áo đen chân đỏ, Trần Hoa đen chân đỏ, Nguyễn Lan đen chân đỏ, An Trần đen chân đỏ, Nguyễn Trang đen chân đỏ, Thôn Thuyết Lê đen chân đỏ, Phương Xuân đen chân đỏ, Thanh Vân đen chân đỏ, Thanh Lê Thúy Đàn đen chân đỏ, Liễu Ngô đen chân đỏ, Hoàng Oanh đen chân đỏ, Liễu Bích Ngọc đen chân đỏ, Lan Nguyên đen chân đỏ, Thân Gái Nguyễn đen chân đỏ nữa là hết. Chị ơi, vải em mặc có màu vàng đồng này. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Giá cho em là 190. Cho em vàng đồng khoai mai giá 190. Vàng đồng khoai mai cho em giá 190 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng khoai mai. Đen chân đỏ em hết rồi nha các chị ơi. Mẫu này mà cái chị gì hôm nãy nò hỏi em mà để mặc đồng phục á. Đây là chị 70 mấy tuổi. À 100 mấy chục chị chứ. Mặc rất là sang. Có đỏ đô nữa chị. Có đỏ đô nữa. Đa số là các chị mặc vào những dịp lễ gì đó là các chị chút vàng này. Xăm cho em là các chị mặc là chụp đồng phục là rất đẹp luôn. Cẩm lan hoa mai vàng đồng, hoa ban trắng hoa mai vàng đồng. Chúc phúc. Hoa mai vàng đồng cho em giá là 190 ngàn. Xuân Hoàng hoa mai vàng đồng. Lập thể trắng cho em giá 100 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể trắng cho em luôn. Giá cho em 100. Trời ơi, cái lập thể này mới kem càng càng nó mới chết. Chị nào đang đi kiếm lập thể thì ghé em ngay và liền. Giá sự xuất sắc. Giá cho em 100 ngàn các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là lập thể trắng chất phải là Đỗ Thu hoa mai vàng đồng, Ngọc Anh hoa mai vàng đồng. Lập thể trắng cho em nha, lập thể trắng cho em giá 100. Quá đẹp. Quá đẹp, quá nguy hiểm luôn. Lập thể trắng cho em giá 100. Mỹ Trinh vải áo mẫu mặc. Giá cho em 100 ngàn. Chị nào lấy thì Trinh các Ngọc chị chốt lập thể trắng, trắng. Nguyễn Lan lập thể trắng, Phạm Phụng lập thể trắng, Hoa Đào lập thể trắng, Anna Ngô hoa mai vàng đồng. Hai áo hoa mai vàng đồng nữa. Lập thể trắng cho em giá 100 nha các chị nhắc. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể trắng. Nhung Mùi lập thể trắng. Xinh lắm luôn đó mấy chị. Hàng thiết kế không bao giờ có được những cái hoa văn như vậy mà may lên đâu chứ ha. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể trắng cho em giá cho em 100 ngàn thôi. Bằng năng tím lập thể trắng. Cho em 100 ngàn nha. Còn chị nào lấy thì Nguyễn Hiếu Đạt lập thể trắng cho em. Các chị ghé nhà em là ngày nào cũng hàng mới liên tục, mới phải nói là không phải thất vọng một lần nào luôn á. Thế này các chị chốt cho em là nha, ghé cho em cũng 100 ngàn luôn. Thôn Thuyết Lê lập thể trắng, Quyên Nguyễn lập thể trắng. Lập thể trắng ghé 100 ngàn luôn. Lập thể trắng. Liên Nguyễn vải áo mẫu mặc. Lập thể trắng cho em ghé chỉ có 100 thôi các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là da, giá cho em cũng 100 ngàn. Lập thể trắng. Phạm Nga lập thể trắng, Phạm Thị Quỳnh Anh lập thể trắng. Cho em da, giá 100 và lập thể trắng em cũng có. Còn dư có em bán ạ. Dì Bena định lập thể trắng, Lê Hằng lập thể trắng. Tú Trương lập thể trắng. Cho em da giá 100 lập thể trắng em còn các An ơi. Trần lập thể trắng còn. Hoàng Nguyễn Mai Vi lập thể trắng. Trần Thanh Thúy, Trần Thanh Thúy Hai Giang còn lập thể trắng. Đặng Anh Đào lập thể trắng còn một lập thể trắng. Đỗ Mon Giang còn. Nhà Mai Huy Huệ lập thể trắng hết lập thể trắng. Mỹ Dung Giang da cho em 100 lập thể trắng em hết các chị ơi. Hoàng Nguyễn Mai Vi da quá đẹp.
Y Chi Gia Phương Minh Gia. Dê cho em 100 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt dê cho em nha. Chốt đơn thể trắng em hết nha các chị ơi. Hòa Thị Lam Gia, Phạm Phục Gia, Nguyễn Thanh Đẹp Gia. Em Hương Y Chi có rồi nha chị. Em sẽ có khoảng chừng 3 cho tới 4 cái like cho các chị. Tại em bán hàng thiết kế và cứ mua một áo tặng một quần. Một ngàn áo tặng 1.000 quần. Ngô Bắp Gia, nhà may Huy Huệ Gia, Đỗ Thúy Gia. Còn hàng này em vẫn sẽ bán hàng ngày cho các chị, vì thực sự luôn các chị ơi, bây giờ hàng nó đổ về cực kỳ nhiều và hàng mới về nhiều cái đẹp lắm luôn á. Cho nên hàng này em mua được cái giá này cho các chị, em bán ra là em bán cái giá tốt cho các chị, cho nên là cần phải có cái độ nhanh nhất, tại vì hàng này mới liên tục các chị ơi. Nhung Bùi Gia một set, Bảo Ân Vũ vải áo mẫu mặc, giá cho em là 100.000 một áo nha các chị nha. Là các chị nhìn kỹ cái da giúp em này, cái hoa ở ngoài u là trời ơi nó xuyên xỉu. Rồi mẫu này các chị ơi, mẫu này cho em này, chị nào mà chưa kiếm. Nguyễn Hiếu Đạt Gia hai áo, Nâu Nguyễn Gia một set. Con không áo mẫu mặc con này ở dưới tụi nó đã xếp xong đâu. Đúng rồi. Liễu Bích Ngọc Gia phải á chị, mà còn đấy thì nó cắt chưa. Tại vì hôm nay chị không thấy cái dưới cắt được cái giấm bông gì lên đây hết á, cứ tập trung cắt mấy cái này không à. Trần Linh Gia một set, Tuyết Nguyễn Gia còn một dê nhưng mà chốt thêm 10 áo nữa. Thứ nhất là có hàng trẻ thứ hai trên nhà rất nhiều luôn, chưa lấy luôn này các chị này. Rất chắc cho em vé 100.000 các chị ơi. Cái mẫu này trần da chị... nữa là em hết da. Mẫu này ở ngoài đẹp lắm, mẫu này chị cao phải áo mẫu mặc, một trong những mẫu mới ở dưới kho luôn á. Đẹp chưa, nhìn xa y chang như là hàng lụa cao cấp luôn á. Cho em vàng đồng giá 100 luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá cho em cũng 100.000 một áo luôn các chị ơi. Giá cho em cũng 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đồng cho em. Giá cho em 100. Nhận vải không đẹp, họ cần tiền. Không xù xước đường chỉ, bao cho các chị mặc. Nếu xù xước đường chỉ mà lụa banh gồ, đền 1 hàng 1.000 áo. Cho em vàng đồng các chị, rất là đẹp luôn, cực kỳ chuẩn. Lan Đào vàng đồng, dì Bene vàng đồng, Nguyễn Lan vàng đồng, Hồng Dung Phạm vàng đồng, Ký Ký vàng đồng, Nguyễn Trang vàng đồng, Nhi Ngoan Trần vàng đồng, Uyên Hà vàng đồng xét, Cẩm Lan vàng đồng xét, Thu Trần vàng đồng, Chính Tâm vàng đồng, Hoa Ban Trắng vàng đồng xét, Trúc Trinh vàng đồng hai áo, Nguyễn Uyên vàng đồng, Dung Phạm vàng đồng xét, Loan Phan vàng đồng, Hoa Hoàng vàng đồng, Nguyễn Hiếu Đạm hai áo vàng đồng, Yến Bùi vàng đồng, Nguyễn Kim Yến vàng đồng, Bích Trần vàng đồng, Bé Mười Nguyễn vàng đồng, Ti Phạm vàng đồng, Bí Ngô vàng đồng xét, Thôn Thuyết Lê vàng đồng, Thanh Thúy Trần vàng đồng, Bích Hường vàng đồng, Tâm Phạm vàng đồng, Anna Nhung vàng đồng, Thúy Nhà Mai vàng đồng. Vàng đồng em còn cho các chị 6 nữa, 7 nữa. Vũ Hằng vàng đồng, Đình Vân vàng đồng, Vương Khuê Trương vàng đồng, Bảo Ngọc vàng đồng, có khác được màu này không? Nam Thanh Nguyễn vàng đồng xét, Lê Hiền vàng đồng xét, Bích Liên Phạm vàng đồng xét, Hương Ngọc vàng đồng. Có 7 thôi mà làm gì ở dưới thì phải chế. Thế cứ làm đi. Cái này lấy nguyên cây mà. Đúng rồi. Có, cắt lên nguyên cây mà. Tuyết Nguyên vàng đồng, Minh Ngân Nguyễn vàng đồng, Bích Liên Phạm vàng đồng, Tú Chương vàng đồng xét, Hoài Thi vàng đồng, Kim Cẩm Hoàng vàng đồng, Gái Nguyễn vàng đồng, Liễu Bích Ngọc vàng đồng. Rồi đưa chị đen trắng
Đen trắng là em bán vàng Nguyễn vàng đồng. Nguyễn Thu Diệu vàng đồng. Đen trắng là em bán tặng các chị nhau 90.000 một áo cho em. Lần Thanh Thúy vàng đồng. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em 90 cho em. Chắc khoảng là lụa mango luôn, bán tặng các chị 90.000 nha. Thiếu bao nhiêu thì bỏ ra cho người ta để người ta cắt thêm cho. Mày dồn vào đấy rồi cũng lại để dồn đến việc đến chiều. Cũng mình làm rồi cũng mình bị máu. Đặng Thanh Hà phải áo mẫu mặc. Cho em đen trắng. Đen trắng cho em chốt hẳn cái chị 90.000 luôn. Quần nữa. Không lấy quần à. Phạm phục đen trắng da tan vô đen trắng 90. Đen trắng cho em 90 các chị ơi. Vân đen trắng. Đen trắng cho em. Cô bắp vàng đồng. Trần Yến Nhi đen trắng. Em chốt hẳn cho chị 90.000 cho. Dung Phạm đen trắng, Hồng Nguyễn đen trắng. Dung Thủy đen trắng. Chốt hẳn các chị 90.000 luôn, chất phải là lụa mango luôn các Tú chị. Tú Chuông đen trắng. Cho em ghé Phương Phương đen trắng hai áo. Đấy thì các chị ơi. Đình Vân đen trắng, Quốc Thể đen trắng xếp. Đổ ý mai. Anna Nguyễn đen trắng, Ánh Trần đen trắng. Đổ ý lại không bán. Phương Thanh đen trắng. Không bán ghé cho các chị 90.000 nữa ấy. Bắp bắp đen trắng. Đen trắng cho em 90 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nha. Vé cho em 90.000 mua sau like. Bây giờ là lụa mango bán vé 110.000 một áo nha mấy chế ơi. Thanh Vân Nguyễn đen trắng. Rồi đưa cái vàng này ấy cho chị. Nhà Mai Huy Huệ đen trắng. Mẫu này các chị chốt cho em là vàng đen giá 90.000, chắc phải là đũi hay gọi là lụa cô tông. Bằng lăng tím đen trắng một xếp. Phải đũi hay gọi là lụa cô tông các chị ơi. Đũi hay gọi là lụa cô tông nha. Chốt đơn cho em 90 các chị ơi. Đen, vàng đen cho em các chị. Chị nào lấy vàng đen thì các chị chốt vàng đen cho em giá 90 luôn. Rồi các chị ơi, vải trơn các chị có muốn mua hàng cao cấp của Thái Tuấn không? Nên tụi nó cắt được đủ màu ra đây luôn rồi đó các chị. Em thấy ở đây nó cắt được thêm cho các chị cả màu xanh ngọc nữa này. Đẹp quá trời luôn. Màu hồng dâu rồi màu tím này. Kim phục vàng đen, bích liên phạm vàng đen, da ban ngô vàng đen, phạm phục vàng đen, bắp bắp vàng đen. Vàng đen cho em 90 thôi các chị ơi. Phương Tâm vàng đen. Bộ đồ nó quá trời quá. Nguyễn Thị Nga hai áo vàng đen, Hoàng Khả vàng đen. Vàng đen cho em các chị ơi. Vàng đen cho em 90 thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng đen cho em. Chốt đơn cho em 90.000. Nhận vải không đẹp. Anna Nguyễn vàng đen. Mặc cái này là siêu mát luôn đó các chị. Anna Ngô trắng đen. Trần Yến Nhi vàng đen. Vàng đen cho em 90, trắng đen cho em cũng 90 luôn. Rồi cho chị cái xanh ngọc của cái nhà Mai Huy Huệ vàng đen. Ánh kim. Vải áo mẫu mặc giá 190.000 một vải áo nha chị ơi. Thu Lê vàng đen. Một phát thôi. Hồng Nguyễn vàng đen còn. Đây có màu xanh ngọc của các chị. Nếu mà các chị may bộ thì các chị vui lòng lấy hai áo cho em nha. Nhận vải không đẹp họ cần trả tiền nha. Hôm vừa rồi em về em coi lại cái line nhà em á. Cái quần mà em mặc màu đen của Thái Tuấn đấy các chị. Tự nhiên cái này hả mặc nó cứ chiếu đúng ăn kìm luôn, đẹp thật đấy chứ. Thằng Nguyễn vàng đen hai áo, bên em liên lạc lại cho chị nha chị. Bà của coi nè. Các chị ơi cho em xanh ngọc giá là 250.000 một áo nha các chị nha. Bây giờ các chị ơi, mỗi chị chia sẻ live stream cho em cái đi các chị. Hôm nay có chương trình khuyến mãi cho các chị không? Cắt được bao nhiêu màu? Xem thử coi là được nhiều màu. Nhiều các chị ơi, cũng được nhiều màu lắm luôn. Ốt cho Thang Nguyễn Thị vàng đen.
Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là xanh ngọc. Xanh ngọc chất vải là lụa Thái Tuấn ánh kim. Hôm nay chốt đơn các chị giá 240. Còn các chị muốn mua hàng thiết kế tất cả các chất vải, chẳng có một cái chất gì mà nhà em không có hết. Nhưng mà em sẽ cứ một cái áo là em bỏ đi cho các chị một cái quần. Tại vì cái tình trạng mà quần các chị muốn mua thêm sau này rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là sắp tới 20 tháng 10 các chị mua của em về là các chị chỉ việc đi tặng thôi, hoặc các chị chỉ việc may thôi. Ngoài ra là không có cần phải mua bất cứ một cái gì nữa. Coi như là cái quà của em gửi cho các chị là các chị mua trực tiếp trên sản phẩm luôn nha các chị nha. Còn đối với bạn em thì không đưa đáng được bao nhiêu đâu, nhưng mà phải có sự chuẩn bị rất là rõ ràng cho các chị thì mới bán được số lượng lớn. Cho nên em đang cho nhân viên soạn cho các chị khoảng 1.000 áo, em bán trong 2 ngày là ngày thứ 3 và ngày thứ 5, đúng 2 ngày đó em bán thôi. Còn những ngày bình thường là không bán nha các chị yêu ơi. Trên em chốt áo mới là trăm tư nguyễn vàng đen. Còn hàng này là chưa bớt bao giờ một đồng nào luôn đấy các chị. Nó còn có đủ sen xanh ngọc 2 áo. Cho nên chị nào mua được 2 áo là các chị đã rẻ hơn được 20.000 và đã đủ tiền phí rồi. Còn cho dù em bán hàng sản phẩm cho các chị là hàng giảm giá, em cũng không có tiền phí thêm nha. Không có nha các chị. Rồi ngọc cho em 240 các chị ơi. Chị nào lấy ngọc thì các chị chốt ngọc cho em. Rồi cho chị hồng dâu luôn đi nhỏ ơi. Cái này các chị mua mà các chị tặng quà thì nó hơi chua chua tiền một chút xíu. Chị nào có kinh tế thoải mái thì các chị cứ thoải mái. Trên cẩm hoàng vàng đen là mặc nó rất là sang luôn nha các chị ơi. Chưa bao giờ chê một nét nha. Ngọc 240 cho em nha các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu tay phải áo mẫu mặc. Em lên từng màu nha, không một khổ nó rối hàng beng là chết luôn đó các chị. Thanh Lan sang ngọc một bộ em chốt 2 áo nha chị ơi. Trên đây Nguyễn sang ngọc 2 áo. Cho chị 2 móc xanh ngọc, 3 móc hồng dâu. Này có nhiều chị mua đồng phục thì em một lần 50-60 áo cũng không bớt một đồng xu luôn ý. Cho em là hồng dâu nha. Hồng dâu cho em là giá 240, 480 một bộ nha các chị nha. Rồi mai bạc mai hồng dâu. Đưa từng màu cho chế luôn. Chị nào lấy hồng dâu thì các chị chốt hồng dâu cho em. Giá cho em là 240. Còn chị nào mua tặng thì các chị có thể mua một áo thôi cũng được nha các chị. Tại vì nhiều tiền quá thì nhiều khi nhiều chị cũng sót á. Mẫu này các chị chốt cho em là màu xanh coban. U là trời. Bớt 10.000 thôi các chị ơi. Cho em là coban nha. Chị nào lấy coban thì các chị chốt coban cho em. Mặc trơn là muôn năm muôn đời, mãi mãi, không bao giờ xưa, không bao giờ lỗi mốt. Các chị mặc hoa, mặc bông các chị còn lỗi mốt, chứ còn mặc trơn là không bao giờ lỗi mốt nha các chị nha. Cho em là xanh coban các chị ơi. Chị nào lấy coban thì các chị chốt coban cho em. Màu này là màu mới nè chị. Màu này em gọi là màu vàng mỡ gà. Thêm vân sang coban. Vàng mỡ gà cho em giá 240 nha các chị nha. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh lá. Úi là Thái Tuấn ăn kìm. Ăn kìm thực sự luôn. Trên đây Nguyễn vàng mỡ gà 2 áo. Quá đẹp. Mai bạc mai vàng mỡ gà. Mai bạch mai xanh lá. Màu này trần xanh ngọc. Còn cái màu này trước đi. Màu cà phê sữa siêu xanh. Katarina Nguyễn mỡ gà 2 áo. Còn mới sắc. Thảm sen vàng mỡ gà. Còn các chị ơi cho em hoa vàng mỡ gà 2 áo. Còn xanh lá chỉ có rồi chị Jenny nhỉ. Cà phê sữa cho em nha các chị nha. Quá là đẹp luôn. Cà phê sữa cho em các chị ơi. Trâm Nguyễn Anh vàng mỡ gà 2 áo. Uyên Hà vàng mỡ gà. Còn bớt được cho các chị 10.000 thôi các chị ơi.
Cho em là cà phê sữa. Vi bư vàng mỡ gà, Cương Nguyễn cà phê sữa, Phương Phương cà phê sữa, Hoài Thương hồng dâu. Tiêu Mỹ Hà cà phê sữa. Cà phê sữa cho em giá 2.40 các chị ơi. Viên Viên Nguyễn cà phê sữa. Quá đẹp. Nguyễn Bạch cà phê sữa. Dương Nguyễn cà phê sữa. Cho chị cái màu mà chị màu mà chị lấy bị lộn mà màu rêu chị mới bán đấy, đây này. Màu này là màu nhà em gọi là màu rêu nha các chị nha, nhưng mà cái này nó không phải cái màu rêu như hôm vừa rồi em mặc đâu nha các chị. Cương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Cà phê sữa là dễ hơn. Hoa Hoàng cà phê sữa. Hôm nay được bớt 10 ngàn. Bên Vàng cà phê sữa. Đặng Thanh Hà vàng mỡ gà một bộ, Thanh Cô Ban một bộ. Kim Nhung cà phê sữa. Màu này các chị chốt cho em là màu rêu nhé. Màu này là màu em bị lộn đấy, cho nên em phải lấy lại cho các chị. Nhưng mà màu này em chưa bán bao giờ. Màu đẹp lắm. Lê Vi Lô cà phê sữa một bộ. Nguyễn Thị Tay cà phê sữa. Hoàng Khải xanh lá. Bảo Bông Bô xanh lá một bộ. Nguyễn Thị Xoan xanh rêu hai áo. Nhàn Hùng cà phê sữa một bộ. Ma Bạch Mai xanh rêu. Phạm Tốn và mỡ gà hai áo. Jenny Nguyễn xanh rêu hai áo. Phạm Thị Hẹ cà phê sữa. Úp Hạnh xanh rêu. Thu Tây xanh cô ban. Diệp Ca xanh rêu. Thiên Du hồng dâu. Rêu cho em, cà phê sữa cho em, xanh lá cho em, rồi tiếp đi chế. Cho chị vàng nè, nâu đi. Jenny Hà Ngọc xanh rêu. Tính kè nữa. Tú Trương xanh lá. 2.40 thôi chị ơi, hôm nay được. Phạm Xem cà phê sữa. Kim Nhung hồng dâu. Nguyễn Tuệ vàng mỡ gà. Lê Vi Ngô xanh rêu. Dương Nguyễn xanh rêu. Cho em là Mai Bạch Mai nâu. Nâu cho em giá 2.40, hôm nay giảm được cho các chị 10.000. Các chị mua 2 áo thôi, một bộ là các chị giảm được 20.000 chị tính rồi. Mỹ Tâm Trần xanh rêu. Nguyễn Huệ xanh cô ban. Cho em là tím Mr. kè. Mr. Phúc nâu. Linh Vi Ngô nâu. Này nhà em phun bảng màu gần. Thu Kim xanh rêu. Nâu cho em tím cà cho em nha các chị ơi. Jenny Nguyễn tím cà 2 áo. Thu Cao Minh tím cà 3 áo. Hoàng Nguyễn nâu. Hồng Dương nâu. Thúy Phạm xanh lá 2 áo. Cho tiến nâu nữa đi. Hường Kim tím cà. Dương Nguyễn tím cà. Rồi cho chị vàng đi. Vàng này là vàng đồng nha các chị nha. Cho chế tím cà ra đây nha. Vàng đồng cho em các chị ơi. 250, hôm nay diễn của các chị 240. Lên được hết bằng này màu phải hết 1 tiếng đồng hồ ấy. Các chị lâu lắm. Trúc Mai Huỳnh xanh lá. Liên Ngọc tím cà. Mai Bạch Mai vàng đồng.
Lê Nguyễn vàng đồng 2 áo. Mi Nguyên tím cả. Em có đen có trắng nha các chị ơi, em khỏi lên ở đây nha. Các chị lấy thì các chị cứ báo cho em thôi, chứ còn đen trắng mà còn cả em lên nữa lại mất thời gian lắm luôn ấy. Cho em là màu vàng đồng nha các nhân chị. Võ vàng đồng một bộ. Trời ơi các chị biết đó hả, hôm vừa rồi gì đấy mua của em á, nhà nó khai trương cái showroom, khai trương cái cửa hàng bán phải nói là, em nói thật xin lỗi, còn lớn hơn là phát khóa xăng, điện máy xăng đó. Nó to phải bằng cái điện máy chợ lớn với mấy cái điện máy Thiên Hoài ở Sài Gòn ấy các chị. Mà nó lấy may nguyên bộ Thái Tuấn ăn kim mà này, trời ơi nó mặc nó đẹp. Phạm Tốn vàng đồng 2 áo, nên du tím cả. Đến giờ này mà hả, vẫn còn khách mua được được và khai trương mấy ngày này. Tiến thị Trần đỏ đô 2. Có đỏ đô ở đấy không? Đỏ đô đây nó không cắt rồi, cứ em thiếu ra đi tí cắt cho chị. Tiến thị Trần đỏ đô 2 áo, Thanh Nguyên nâu. Chân thì ngài vàng đồng chứ. Trên chân vàng đồng. Thanh bùi vàng đồng. Hàng này bây giờ bắt đầu các chị chuẩn bị mua để đám cưới này, Tết này, các kiểu rồi. Rồi còn màu khác đi. Gần giống nhau, đưa cho chị cái màu hồng vôi ra đây. Đó, ừ trắng đúng rồi. Trắng còn, đen còn luôn. Chưa cắt thôi. Chết rồi. Đó. Nhàn hồng trắng. Cho em là hồng vôi nha. Mấy cái đó tí... Mai bạch mai trắng. Cái đó tí xẹt ở dưới bật sau cũng được. Hồng vôi cho em giá 250 luôn nha các chị ơi. Và màu này các chị đắm cho em là màu tím gì em không biết nữa, nhưng mà nó không phải là Huế, mà nó cũng không phải là màu tím lục bình, mà nó dạng như lục bình đậm đấy các chị. Đấy. Em tả như vậy là Thu Hằng Nguyễn đỏ đô, Lê Hồng Ánh xanh lá. Cho em là lục bình đậm nha. Và màu này các chị đắm cho em là màu Lê hồng Thị vôi. Tâm đỏ đô 2 áo. Màu này các chị may nguyên bộ mà rất là trẻ luôn. Mỹ Tâm Trần đỏ đô. Lục bình đậm cho em nha các chị ơi. Em có thêm hồng cánh sen nữa này các chị này. Và em có cả tím cẩm nữa. Đỏ em không có chị ơi. Hàng này nó không có đỏ đâu chị. Tâm Phạm là đỏ đen tươi không à, chứ không có đỏ. Phạm Phủ Sen rêu vào cà phê sữa. Nguyễn Kim Anh lục bình đậm và hồng vôi. Thanh Nguyên hồng vôi. Cái này màu này là màu tím cẩm này chị. Hồng cánh sen này, hồng vôi này. Và màu này của em là màu tím cẩm đấy các chị. Cẩm đậm đấy các chị ơi. Nó không có hồi, chưa có Huế nha. Không có Huế luôn. Mấy không biết có hay không, mà em không thấy cái màu này có phải màu Huế không các chị. Màu này là màu tím cẩm nha các chị nha. Chị nào lấy tím cẩm thì chốt mai tím bạch cẩm mai cho hồng em. Vôi. Đưa cho chị màu da luôn đi. Jenny Nguyễn hồng đậm 2 áo, Tuyết Nga hồng dâu một bộ. Em không có cách lẻ 2m4 chị ơi. Hồng đậm là hồng. Có hồng cánh sen chứ làm gì có hồng đậm. Lục bình đậm. À lục bình đậm mà nghe ra hồng đậm u là trời. Một bộ hồng đậm. Một bộ hồng dâu. Một bộ hồng dâu. Hồng dâu, ok, đây hồng dâu. Hồng dâu một bộ này. Này. Lục bình đậm một bộ này. Katarina Nguyễn vàng đồng 2 áo. Tùng Hoàng cà phê sữa 2 áo. Phạm Tuấn một tím cả một hồng cánh sen. Phương Loan hồng cánh sen. Lumi lục bình đậm. Cho chị cái lục bình. Không, cái kè lục bình. Nguyễn Lan lục bình đậm. No, cái lục bình đậm. Hơi chi tím cẩm. Màu này là màu tím cẩm. Còn màu này là màu lục bình đậm. Đó. Lục bình đậm. Thúy Lâm Trương vàng đồng. Vâng.
Thùy cho em đổ cà phê xuống. Jenny Nguyễn Hồng quán xem hai áo. Vàng đồng nãy là 1 hay 2 vậy? Không. Rồi em còn màu này em gọi là màu da nữa nha các chị nha. Thanh Nguyễn cà phê sữa. Các chị ơi màu Thanh ngọc đẹp lắm. Thanh Lan Hồng Vôi một bộ. Màu ngọc đẹp sao các chị không lấy? Màu da này các chị. Mai Bạch Mai Hồng cánh sen. Vừa đọc màu gì đó, màu gì quên mất tiêu. Hồng Vôi một bộ, cánh sen một áo. Cà phê sữa một áo. Tú Trương Hồng cánh sen. Lưu Mỹ Hà Hồng cánh sen. Jenny Nguyễn Gia hai áo. Cho chị chê. Các chị ơi cái màu xanh ngọc đẹp vậy sao các chị không lấy? Đây này, Hương Bùi Hồng Vôi hai áo. Đây này các chị, cái màu này nè. Đẹp lắm luôn, rất là sang luôn. Sao các chị không lấy? Nguyễn Diệu Gia. Mai Bạch Mai Gia. Chị Quỳnh Như xanh ngọc một bộ. Trần Loan Hồng cánh sen. Ngọc rất Lisa là đẹp. Cà phê sữa. Cho chế hồng cánh sen. Vân Bích cà phê sữa. Thu Nguyễn tím cẩm hai áo. Bây giờ thì giờ cà phê sữa. Rồi. Cái này em đưa chị là hồng phấn rồi. Màu này của em là màu xanh ngọc. Rồi em đưa cái màu xanh lại lại thôi cho chị luôn đi. Cái này ngay chỗ chị cắt tím kè là còn xanh đen nữa thì cái đen có sẵn ở đây đưa này. Rồi các chị, màu này nè. Màu này, ủa sao chưa đứa nào nó gieo áo cho mình ta? Màu này các chị hỏi em màu gì em chịu luôn nhé. Thùy em biết đen. Màu gì luôn, em chỉ biết đó là màu xanh thôi. Bên em đang bán bộ ánh kem của hai cuốn nha chị ơi. Đen tổng là mấy thôi? Nguyễn Diệu xanh ngọc. Má đen chị. Đó, đủ rồi đó. Màu này các chị hỏi em màu gì em chịu. Không biết là màu gì luôn. Hoàng Oanh hồng cánh sen. Em cứ thấy nó lạ thì em lấy cho các chị thôi chứ ba không Nguyễn em biết nó là màu gì luôn ý. Có xanh đen luôn các chị ơi. Có cả xanh Uyên đen. Uyên Hà rồi. Đen. Ờ. Bích Linh Phạm xanh lạ. Lê Diệu xanh cô ban. Ờ. Thu Duyên Võ xanh ngọc. Thu Lê đen. Đinh Hải xanh lạ hai áo. Cho chế xanh ngọc. Chị Jenny Nguyễn có trắng rồi chị. Trần Hoa xanh lạ hai áo. Em có xanh đen nữa đâu các chị ơi. Bán vậy thôi nhá. Không bán nữa đâu nhá các chị. Bán qua vải khác đi chứ thôi vải này mà đứng thì tôi phải tới hết cái like. Lạ. Hết cái like luôn á. Lan tô đen. Tuyết Nha một xét mẫu mặt. Trần Linh xanh lạ hai áo. Nha Vũ xanh ngọc. Hoàng Thùy Lương đen. Ngọc Hân đen. Bên em không cắt lẻ 3 mét nha chị. Minh Nguyễn Tuyết đen. Các chị không lấy xanh đen à? Và em có cả màu cam nữa đấy nhưng mà các chị có lấy cam thì các chị để em lấy để cho các chị xem nhé. Qua vải khác Hồng Nguyễn chị xanh ơi. Đen. Cứ bán hết cái này một hồi chắc hết giờ luôn á. Trần Vũ xanh lạ.
trên nhà mình có nhiều mà, cái này còn đầy á, qua mới chốt đơn mấy chục cây hàng á. Hôm nay nó không biết nó có thịt xuất kho hay không. Có cái áo của Che Lê Sơn chín phải áo mẫu mặc. Màu đeo túi mặc tối nay không biết kịp xuất kho không nên hôm nay không dám mặc. Thủy Trần đen. Anna Nguyễn tím cả hai áo. Cho chế hai cái áo tím cả hết nho rồi. Còn nho còn cả hai màu. Đô cũng còn luôn mà nó chưa cắt thôi. Chúc Mai Huyên xem lại hai áo. Hạnh Phúc xem lại. Trần Quỳnh như vải áo mẫu mặc. Cho chị cái tầm xuân phía sau đi nhỏ. Kim nhung xanh đen. Đó, tầm xuân xanh này á. Xanh xanh qua. Nữa nữa. Ừ đấy. Không, màu bé xanh. Ừ. Xanh qua. Sao hả? Xanh đen. Xanh đen. Sao hả? Xanh lá. Ờ. Thu Cao Minh xanh lá. Thu Cao Minh xanh lạ. Là các chị chuyển qua cái này mặc. Tâm Thủy vải áo mẫu mặc 200.000 một áo nha các chị ơi. Chất vải là lụa tầm xuân nha các chị ơi. Hàng này vậy chưa mặc ở ngoài đẹp lắm. Tặng em chưa mặc thôi chứ em mà mặc các chị lại cứ áo cũng mặc. Hoa hoa xanh lạ. Giá cho em là 200 nha các chị ơi. Cái này chị gì mà mua đồng phục cũng đẹp lắm. Xanh tiêu luôn á. Em mà bán đồng phục cho các chị là em thích bán mấy cái dạng vải này. Thứ nhất là nó có sẵn. Thứ hai nữa là hả các chị mặc nó an toàn lắm các chị ơi. Cho em giá 200.000 một áo nha. Chất vải là lụa tầm xuân đấy các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt T265 cho em. Và hàng này nó có một giá chung và có một chỗ làm mà các chị chả có cái chỗ nào khác ngoài ra nữa. Đúng Nguyễn Hồng Vôi hai áo. Và hiện bây giờ thì nó chưa có hàng nhái cho nên các chị mua bây giờ hoàn toàn chỉ có một hàng này thôi. Màu gì? Hồng vôi. Cho chị một áo hồng vôi đi. T265 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt T265 cho em. Mấy Nguyễn tím cẩm. Không. Cương Nguyễn T265, Ca Thi Nguyễn T265. Chị nào lấy Thái Mê T265. Thanh Bùi T265. Trần Nhung T265. Chị nào lấy thì các chị chốt T265 cho em nha. Chốt đơn cho em giá 200.000 một áo các chị mới. Hai áo. Một chiếc cặp. Giá cho em 200 các chị ơi. Nhàn Hồng T265. Em bao giá cho các chị đi mua cái hàng này luôn. Có một giá một. Ngoài bán nổi cho các chị nổi rẻ hơn. Đúng với T265 chị. Và cái chất vải các chị mặc ở ngoài nó là dạng như tơ tằm. Các chị mặc nó có độ ẩm sạch cực rất là sang nha. Cực kỳ sang luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt T265 cho em. Chốt đơn cho em giá 200.000 một áo. Còn không thì các chị cái hoa văn giống như vậy. Nhưng mà hàng của Thái Tuấn sẽ là giá 400. Thật mát. Lấy cái màu xanh cho mấy chế cho em kìa. Cái màu xanh hàng Thái Tuấn nhà mình á. Cứ thư hiệu là bảo đảm với các chị luôn. Mình rút đặt hàng một khúc thôi nhỏ. Màu xanh được không? Không không. Thương hiệu là sẽ có tiền thương hiệu nữa các chị. Em nói thẳng với như thế luôn. 265. Đây. Nông ngát áo dài đỏ đô Thái Tuấn 3 áo. Này các chị nè. Đó các chị nhìn thấy không? Đây là hàng của Thái Tuấn. Giá đến 400.000 một áo lận. Còn đây không phải hàng của Thái Tuấn nhưng mà chất lượng rất là ok. Giá thì có một nửa tiền thôi. Đấy, chị nào thích đồ nào thì các chị cứ mặc đồ đó cho em. Chứ thực tế thì nó Huyền Trân T265. Gian tô đỏ đô và xanh lá. Chất lượng hàng của Thái Tuấn thì không thể nào bàn cãi được rồi. Không có cái gì để mà phải bàn hết đó các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt T265 cho em nha. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Còn màu khác nữa không? TD Sa Trúc Linh T265. Màu này các chị chốt cho em là màu vỏ úa hay là màu gì? Của cải chua đi các chị. Cải chua cho em giá 200 đi. Chị nào lấy thì các chị chốt cải chua cho em.
Thứ nhất là mình hàng mặc okay, rất là chuẩn. Hương Thanh. Thứ hai nữa là nó có độ co giãn, các chị mặc rất là thoải mái. Và thứ ba là chất tơ tằm, các chị mặc cực kỳ đẹp luôn, form chuẩn lắm. Cho Phương Nguyễn T 265 set. Cho em cải chua các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cải chua cho em. Còn chị nào thích thái phấn thì các chị đám thái phấn 400 cho em nha các chị nha. Bảo Ngọc cà chua. Cải chua. Cải chua. Sao đang đói bụng thì chớ lại còn cải chua nữa. Nguyễn Kim Anh T 265. Phải áo em mặc giá 180.000. Có chị bé Tư ơi, có màu đỏ đô nha chị. Trời ơi, chị lấy chị comment giúp em nào hoa mai đỏ đô nha chị. Em có đỏ đô này, em có vàng đồng này, em có màu này này. Em còn đang may là thêm là màu xám này, em may thêm màu bạc sancoban nữa này chị. Em may là đủ màu, nguyên cái lô này là em may đủ màu luôn đó chị ơi. Mặc rất là Trang Nhung cải chua. Đây cùng một mình hàng của nó luôn là các chị, giá 200.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là xanh hồng, giá 200. Chất vải này gọi là cái gì nhỉ? Cái gì ấy, cái lụa gì ấy, quên mất tiêu cái tên rồi. Nói chung là nó đặt cái tên nhiều cái tên lắm các chị ơi, em cũng không okay, nhớ. Ok chị bé Tư. Thêm một thái tốn 400. Thái tốn 400 còn nha. Còn trên kia hai áo hay ba áo nữa. Thơm Nguyễn cải chua. Ok chị Nhàn Hùng. Lương Nguyễn hoa mai đỏ đô. Cho em là tím hồng hoặc xanh hồng cũng được các chị ơi. Giá cho em là 200.000 một áo luôn nha các chị nha. Còn cải chua còn nha. Thúy Lâm Trương Thái Tuấn 400. Còn các chị thích Thái Tuấn em lôi hết cái lô đó ra bán cho các chị hết luôn. Bớt cho các chị một chút xíu được không? Tính Quý luôn xanh 380. Hồng. Tí sửa lại cái này. Nhàn Hùng xanh hồng. Còn xanh hồng nữa. Lan Tô cải chua. Nguyễn Kim Oanh tím hồng. Đấy, giờ nó lôi hết cái lô thái con này ra em dẹp hẳn các chị còn 380 luôn. Cho các chị mua các chị mặc. Cho các chị thích. Em trên còn. Chân xanh hồng. Còn xanh hồng còn các chị ơi. Tú chưa xanh hồng. Còn xanh hồng là giá 200 nha, còn thái tốn em bớt hẳn cho các chị luôn, em tính giá 380 thôi. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh hồng cho em, chị nào lấy thái tốn thì các chị chốt thái tốn xanh cho em. Em một thái tốn 400. Nga Vũ xanh hồng. Còn Nguyễn Hương cải chua. Còn cải chua, cải ngọt, cải đào gì đấy các chị mua hết thì các chị ơi. Cái cuốn này làm tính các chị giá 400 nha. Xin lỗi 400 nhưng em giảm các chị giá còn 380 chứ. Cương Nguyễn xanh hồng. Đây em có màu da nữa này, chị nào lấy da thái tuấn thì các chị chốt da thái tuấn cho em. Giá là 380.000, hàng này là trong tương đương mấy các chị. Đưa ra một cái là bán giá u là trời ơi, nó cao rất nhiều ở trên Nam trời. Nam Nguyễn một thái tuấn đen. Cho chế một áo thái Nam Phương vải áo mẫu mặc. Em có cả màu đỏ nữa này các chị. Đỏ này là đỏ ớt đấy các chị. Và em có màu này em gọi là màu tí. Có 4 màu. Đỏ này là đỏ ớt nha, không phải đỏ cờ đâu nha các chị. Màu này ở ngoài nó là màu tím. Màu này ở ngoài là màu da. Và màu này ở ngoài là màu xanh. Chất vải là gấm thái tuấn. Giá là 400.000, giảm cho các chị em tính 380. Có thêm màu hồng cánh sen nữa. Hồng này không phải hồng cánh sen đâu. Hồng này là dạng như là hồng đào luôn á. Lấy màu gì thì chốt màu đó cho em nha các chị. Cho
Nguyễn Kim Oanh Thái Tuấn xanh. Bích Linh Phạm Gia. Phạm Tuấn đỏ. Thái Tuấn xanh này. Thái Tuấn da này. Thái Tuấn đỏ ớt này. Hả? Không đấy. Không đào, không đào, không son cũng được. Phạm Tuấn hồng đào. Còn Thu Cao Minh xanh. Còn Phạm Huy Vân tím và hồng đào. Còn hết. Tất cả đều còn. Hoa mùa thu xanh. Hết xanh. Nguyễn Tân hồng đào. Còn Phạm Tuấn đỏ ớt. Còn xanh em hết nha các chị ơi. Xanh em có xanh này nè các chị. Lô này mới nè. Có này lô này mới cho các chị. Phạm đảm như mới tinh. Mới khen. Mới khen. Đây đi xa Trúc Linh hồng đào. Còn cho chị cái hồng đào đi. Ê, chị thích xanh thì chị lấy qua lô này. Lô này cũng là một trong những lô mới nhất luôn. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị ơi. Lô tơ tằm này này các chị. Còn nhiều ơi, nhiều tên quá. Không có thể nào mà biết được là cái tên gì với cái tên gì. Cho nên hỏi em tên gì em chịu mua ấy. Tên này chị lấy qua lô này. Giá 200 ngàn một áo nha chị ơi. Chất quả cũng đẹp lắm. Chất rất là xuất sắc luôn ấy. Tú Trương Thái Tuấn tím. Cao Thị Sâm hồng đào. Tím. Hồng đào này. Chị đào lấy xanh 200 thì các chị chốt xanh 200 cho em nha. Giá cho em là 200 ngàn một áo luôn các chị ơi. Ti Phạm tím. Thùy Dương xanh 200. Còn xanh 200 này là lô mới đấy. Mọi người gọi là lô gì em chị thua. Cũng nhớ được cái tên luôn. Nhiều khi lấy hàng cũng chả nhớ được cái tên luôn đó các chị. Mẫu này các chị chốt cho em là hồng dâu. Hồng dâu chất vải là lụ. Chất vải là gì nhỉ? Tầm ý. Giá là 90 ngàn một áo nha các chị nha. Tuyết Lê Thái Tuấn Gia. Thanh Bồi tím. Cho em là hồng dâu các chị ơi. Hồng dâu giá 90. Chất vải là tầm ý nha các chị nha. Tầm ý, tầm thái đó các chị. May nguyên bộ thì vui lòng lấy giúp em là 2 áo. Còn chị nào mà có thích may mà dạng vải là áo dài mà muốn may 2 lớp hoặc cái này thì rất là đẹp. Hoặc chị nào mà muốn mua vải để về mà lót ấy. Các chị mua vải von xin phong mà hàng mặt bạc và địa cầu không đến 50 ngàn một mét vải đâu. Còn các chị mua vải mà von mà các chị bảo mua hai mấy ngàn mét thì các chị không có lót được đâu các chị ơi. Đừng có lót. U là trời, cái vải nó ghê cực kỳ. Hồng dâu của em 90 nha. Thùy Dương hồng dâu. Đi thì từ từ mà đi như này nó ghê chứ gì cho. Hồng dâu cho em 90 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Hình như là các chị cứ thích màu tối. Cứ là màu đậm hết lúc nào hết trước tiên. Lúc nào cũng hết trước tiên cái màu tối nhất luôn á. Ok kì cục kẹo thế luôn nhỉ. Cho em giá 90 nha. Khi nào lấy thì các chị chốt hồng dâu cho em. Rồi tiếp tục nào. Đồ đồ đẹp lắm luôn. Kia có một màu Jenny Nguyễn hồng dâu 2 áo. Bích Liên Phạm hồng dâu. Còn nhà Mai Nan Anh 3 áo hồng dâu. 6, 1, 2, 3. Bình Yên hồng dâu. Tối nay là em chưa có bán tới hàng mà giá 180 ngàn một bộ đâu. Ngày mai bắt đầu em mới bán em cho nhân viên
xoẹt xong bắt đầu là cắt quần cho các chị, treo cái nào ra cái đó bán cho các chị, cả hàng mới trong kho luôn, cắt luôn. Chị nào lấy hồng dâu thì chốt hồng dâu cho em nha. Mẫu này các chị chốt cho em là lập thể vàng, giá 100.000. Lập thể vàng giá 100.000. Đây hồng dâu một bộ, em chốt hai áo nha chị ơi. Cho em là lập thể vàng giá 100.000, chắc phải là lụa mango luôn. May là cứ mặc thôi. Trời ơi. Để đưa cái Kiều Anh Lê xanh 200. Đưa cái áo lập thể mango mà chị Hạ nó chưa có ủi cho chị ra đây cho mấy kế xem. Xin đi Phạm Hồng Dâu hai áo. Cái lập thể mà ế nhất thế gian. Ế 1 tỷ lần. Bán 1 tỷ lần cho các chị là cả 1 tỷ lần các chị hỏi. Ờ bây giờ mặc hỏi thôi rồi luôn. Mà không biết kho còn hay không là không biết đâu nha. Đấy, ai chia đủ mango cho chứ em mặc kệ em. Mà mặc với lại quần màu xanh ve chai hoặc là mặc với quần len là hết sải con màu bảy luôn. Nguyễn Thị Nga lập thể vàng 2 áo. Còn có hồng dâu không? Có 2 áo hồng dâu. Ok. Ủa khoan, cái quần màu nâu mà mặc cái áo này thì ai mà ngó. Trời ơi. Tối mặc đi nha các chị. Tối mặc tăng cường bán. 2 hồng dâu mấy lập thể? 2 lập thể. Rồi chị nào lấy lập thể vàng thì các chị chốt lập thể vàng cho em nha. Giá cho em 100.000 một áo thôi nha các chị ơi. Chốt đơn cho em giá 100. Vải có độ co giãn không cần hai áo thôi các chị nha. Lập thể vàng cho em giá 100. Hầu Đặng Hoa lập thể vàng, Phạm Phụng lập thể vàng. Các chị cắt điệu Bảo Học lập thể vàng. Các chị phối cho em 2 cặp tay đen nữa là ok. Mấy cái lập thể này các chị may gội thuyền mặc vào đẹp nhất. Chị nào lấy thì các chị chốt lập thể cho em nha. Giá chốt đơn 100.000 cho các chị thôi. 100.000 cho các chị thôi các chị ơi. Ok chị Kiên đi Nguyễn. Mẫu này các chị cho em luôn này. Đưa cho chị. Mới về luôn chấm bi xăng. Chốt lên lập thể vàng luôn. Chấm bi xăng cho em giá 100 luôn nha. Bi xăm ngọc cho em giá 100 luôn. Tình chưa? Còn các chị mà mua hàng thiết kế thì các chị ráng đợi em. Em bán cho các chị giá này là coi như cho các chị mua thả ga luôn. Muốn tính giá với em là phải tính lớn như vậy. Chứ còn bớt cho các chị được thì không là làm nghĩa lý gì. Lấy cắt cả hàng mới ra bán luôn mà. Trần Xuân lập thể vàng, Hoa Mùa Thu lập thể vàng. Bi ngọc cho em nha, giá 100. Phạm Phục bi xanh. Hoàn bi thải ngọc lập... cũng được, bi xanh cũng được. Hoàn Thải lập thể vàng một set. Bó thắm bi xanh. Bi xanh cho em giá 100 các chị ơi. Chị nào lấy An Thúy bi xanh. Bi xanh cho em. Trúc Kim bi xanh. Nhung Bùi bi xanh. Trần Xuân bi xanh. Phạm Dương một áo hồng dâu. Phương Phương bi xanh. Bi xanh cho em giá 100 các chị ơi. Nguyễn Huỳnh Nhật Linh bi xanh. Tú Trương bi xanh. Bi xăm cho em giá 100 các chị ơi. Mỹ Ngọc bi xanh. Chốt bi xăm cho em. Giá cho em 100.000 một áo nha các chị ơi. 100.000 một áo cho em. Rồi, ở trong đây chị thấy có treo mấy cái biển nhớ đưa lên chị mua. Có bao nhiêu bán bấy nhiêu nha. Lùa biển nhớ này em treo cho các chị giá 150.000 một áo luôn. Lùa biển nhớ. Hàng đúng hàng chuẩn của em luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt biển nhớ đỏ đô cho em. Vải này vẫn mặc vẫn là best seller nhất luôn đó các chị.
tính 150 thôi các chị ơi. Nhớ nha, mua sau like là cứ 200.000 một áo mà làm tới cho em luôn. Biển nhớ đỏ đô, biển nhớ tím Huế. Phương Phương biển nhớ đỏ đô. Biển nhớ xanh biển cho em luôn. Giá cho em là 200.000 một áo là mua sau like nhá. Mua trên live Linh Ngọc biển nhớ đỏ đô luôn, tính các chị giá 150. Hoàng Nguyễn Thi Bi Xăng Linh Hằng biển nhớ đỏ đô. Biển nhớ tím Huế, biển nhớ xanh biển, biển nhớ đỏ đô cho em luôn. Có biển nhớ cà rốt nữa này các chị. Và có cả biển nhớ xám nữa. Giá cho em 150.000 một áo nha các chị. Yến Bùi biển nhớ đỏ đô. Trang Nguyễn biển nhớ xanh biển. Tú Trương biển nhớ xanh biển. Ngô Thị Toán biển nhớ đỏ đô. Bích Liên Phạm biển nhớ xanh biển. Trang Cao biển nhớ đỏ đô. Hết đỏ đô. Numi biển nhớ xám. Vũ Tuấn biển nhớ cà rốt. Có tí màu đặng hoa một áo phi xanh. Có biển nhớ tím Huế nữa nha các chị nha. Biển nhớ đỏ đô em hết nha các chị ơi. Em còn biển nhớ tím Huế nữa. Kim Oan biển nhớ tím Huế. Biển là cái màu đẹp tuyệt vời. Vân Leo biển nhớ cà rốt. Hết cà rốt luôn. Còn cà rốt còn một. Còn cà rốt, còn tím Huế. Còn Nguyễn Tân biển nhớ cà rốt. Hết cà rốt. Hà Đỗ một bi xanh. Biển nhớ đỏ đô em hết rồi nha các chị ơi. Ngô Thị Toán biển nhớ cà rốt. Hết cà rốt rồi. Em còn biển nhớ gì đỏ đô ấy chứ. Nhưng mà các chị mua sau like em lục lời thêm 50.000. Chị nào lấy cô ban thì các chị chốt cô ban cho em nha. Không phải nói chứ cái màu của cái hàng này là các chị, cái màu của nó thực sự luôn, là nó rất là nét luôn á. Nét của nó là nét căng luôn á mấy chế ơi. Cho em cô ban nha. Cô ban xanh lá, xanh mim, ba màu. Cô ban xanh lá, xanh mim các chị ơi. Giá giảm cho các chị còn 130.000. Này mặc với lại quần trắng. Quần trắng, quần đen, quần gì đó không biết luôn. Cô ban này xanh lá và xanh mim có ba màu. Chốt gia ban ngô xanh cô ban, thanh nguyễn xanh cô ban, ly nguyễn xanh cô ban có ba màu nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em ba màu. Ba màu, màu nào cũng đẹp hết. Cái màu xanh mim là cái màu đẹp ơi là đẹp luôn á. Tông nhạt, còn này là tông đậm rồi các chị. Cái mình hàng này cũng đẹp. Ngô Thị Toán xanh cô ban. À. 130 nha các chị ơi. 130.000 nha các chị nha. Giảm cho các chị được 20.000 một áo nha các chị. Hồng Vân Nguyễn xanh cô ban và xanh min. Các chị lấy xanh min rất là đẹp luôn á. Cái màu xanh min này này. Mặc là siêu sang luôn. Giá cho em 130 các chị ơi. Xuân Tâm xanh lá. Liễu Ngô xanh cô ban. Giá
Dế cho em 130 nha các chị nha. Xào phạm xanh min, trang nhôm xanh min. Ai không mê cái màu này thôi, chứ tông pastel này là em khoái số 1 luôn á. Tiger phạm xanh coban. Nó giống như mấy cái tơ tằm đấy các chị, đâu có hàng đâu, hết rồi. Nó trơn cho em giá 1 em. Giảm hẳn cho các chị 30.000, 20.000 một áo á. Còn 120, 130 nha các chị nha. Lấy thêm thì chốt thêm cho em. Ninh Du một bi xanh. Vũ Hương thả Vũ xanh min. Nguyễn Lan xanh min. Biên Biên Nguyễn xanh min. Đinh Văn xanh min. Ly Nguyễn xanh min. Mấy áo xanh min. Bảo Ân Vũ xanh min. Quân Trần xanh cô ban. Thạch Nguyễn xanh min. Thi Gơ Phạm xanh lá. Mấy giờ mà vô mà thay đồ chắc cười chết á. Mới 2 rưỡi thôi hả? Vậy mặc được. Vậy mặc được cái áo xong đi ra cái hết giờ luôn hả chị? Đây này các chị nè, đá diêu bông này. Nguyên mới ra cho em cái màu xanh. Ủa? Hình như ra màu bãi trầu mà đúng không? Vậy rồi mà không chơi bãi trầu. Trời ơi là trời. Mà đưa cái áo bãi trầu cho chị coi nào. Còn lấy màu gì nữa các chị, chốt đi các chị ơi. Ủa sao tự nhiên nó không liên quan gì vậy ha? Rõ ràng là mày biết màu bãi trầu nhưng mà mày không sạch bãi trầu ra mày bày. Ủa vậy đi mày làm cái gì? Mày làm cái gì? Hả? Để mày làm cái gì? Bây giờ còn không? Đừng nói ngó tôi. Này chị ơi, cái lá diêu bông lên nó sang cực kỳ luôn đó chị. Mặc là siêu siêu trắng da luôn. Và đặc biệt nha, lá diêu bông là rất là ít người bán luôn ý. Hàng này của em là hàng nhập nha. Em không có làm hàng in cho các chị đâu. Nguyễn Hương xanh cô ban và xanh lá. Giá cho em là lá du bông là giá cho em là chị chốt màu gì chị comment lại giúp em đi chị Phạm Nhung. Em có đỏ đô này, em có trắng này, em có vàng đồng này, em có xanh rêu và em có màu bãi trầu. Là riêng lá du bông này em có đúng 5 màu, không có màu thứ 6 luôn. Giá là 200.000 một áo nha chị ơi. Phải không? Phải là màu rêu còn không? Rêu là hết đúng không? Phải có một rêu không? Hình như chị lộn qua cái cứ khúc đại đoá hả? Có một rêu, ok, vậy đưa một rêu ở đây cho chị. Là em có 5 màu nha các chị nha. Không có. Hương Minh Diêu bông đoạn bá trầu 2 áo. Lộn qua cái đại đoá là xong rêu ở đây. Chốt đi. Bá trầu là cái màu em vừa treo em đang, em sắp sửa mặt nè. Em có đỏ đô, em có trắng, em có vàng đồng nữa. Còn màu rêu thì em có đang lộ qua cái này này các chị. Hàng này thì em tính các chị giá 180 này. Đây là khúc đại đoá nha. Các chị nhìn rõ cái hoa giúp em này. Đó. Đặng Thủy một áo đỏ đô. Lấy vô bông này. Ok chị Hạnh Kim Thủy. Sang lắm luôn á. Chẳng qua là mấy cái hàng này á, ở chợ á, họ không có nhập để sẵn, nó phải đặt đấy. Mà đặt một lần là số lượng lớn, nó nhiều người ta bán ít, ta đâu có chuyện người ta gom nổi. Nên ta đâu có lấy về bán đâu các chị. Em có đỏ đô, em có trắng, em có vàng đồng và em có bã trầu nha. Có 4 màu, giá là 200.000 một áo. Trần Mai đỏ đô.
Tuyết Nguyên bá chầu. Đưa bá chầu lên đây cho chị coi. Hai áo bá chầu rồi đúng không? Cái lẻ có không? Lẻ một áo á. Giá cho em là 200 nha. Quang đây là còn đúng một này nữa thôi đấy. Thêm một áo như con bá chầu. Châu Tà bá chầu. Còn Tú Trương bá chầu. Còn chị nào lấy xanh rêu thì các chị lấy xanh rêu cho em giá 180 là cũng tại đoá các chị. Hoàng Minh hoa đỏ đô. Bích Hằng bá chầu. Đỏ đô đẹp lắm. Đặc biệt là cái màu vàng đồng là siêu sang luôn. Trắng này các chị. Dương Quỳnh hoa đỏ đô. Giá cho em là 200 ngàn một áo em mới bán được nha các chị ơi. Còn chị nào lấy màu rêu này thì các chị chốt rêu đại đoá cho em giá 180 nha. Bích Hường bá chầu. Phạm Nhung một áo xanh cô ban. Phan Thị Hạnh đỏ đô. Hà Hoàng trắng. Ngọc Linh đỏ đô. Hoàng Khải vàng đồng. Áo dài Hiền Loan đỏ đô. Mặc lên là hơi bị sang luôn á. Đặc biệt là cái này mà các chị chụp hình thì thôi luôn. Vi Nguyễn một áo xanh cô ban. Khỏi cần phải bàn luôn đấy chị. Nan Phạm một rêu một bá chầu. Lê Ngọc bá chầu. Võ Thám trắng. Mai Phương xanh cô ban. Mai Phương sang cô ban hai áo. Lan Võ trắng. Nguyễn Lan hai vàng đồng, hai bá chầu, hai đỏ đô. Võ Thắm rêu đại đoá. Hà Chi vàng và đỏ đô. Em vẫn còn nha các chị ơi. Giá cho em là 200 nghìn này. Thực sự luôn là lướt qua cho các chị một chút. Cầm cái áo này là nó thấy nó phẳng. Nguyễn Lan thêm hai vàng đồng. Rất là sang luôn đó các chị. Từ đến form áo cho tới màu sắc, tới là chung là mặc lên là nó phẳng cực kỳ luôn. Rất là đẹp. Bên em đang bán là lá diêu bông nha chị Jenny Pho Phạm ơi. Hai áo gì vậy? Em hai vàng đồng. Đấy chưa? Các chị lấy màu Tuyết Nguyên vàng đồng. Đặc biệt là cái màu vàng đồng là siêu sang luôn á. Nguyễn Hà rêu đỏ đô và bá chầu. Jenny Pho Phạm hai vàng đồng hai đỏ đô. Jenny Pho Phạm hai trắng. Phan Thị Hạnh vàng đồng. Lý Dương bá chầu. Đủ màu á các chị. Còn có cái lô hàng mà lụa hoàng gia nữa. Đến Hồng Châu vàng đồng. Em sẽ sắp xếp em bán lên mặt sớm nhất cho các chị. Giá cho em là 200 ngàn một áo lá diêu bông nha. Còn 180 ngàn một áo là phúc đại đoá nha các chị ơi. Lan Tô một vàng đồng một đỏ đô. Phạm Nhung đỏ đô. Vải áo chị Tú mặc là đủ hoa hoa mai nha chị Chiên Nhi Phơ Phạm. Một vàng đồng một đỏ đô đúng không? Hai đỏ đô một. Hai đỏ đô một. Dương Quỳnh hoa vàng đồng. Huyền Nguyễn rêu đại đoán.
em mặc là lụa hoa mai chị ơi, em cũng có đủ màu luôn, em có cả đỏ đô, em có cả vàng đồng luôn, và hình như em có đang may màu gì đây, hình như ngày mai có về màu gì nữa hay sao, hình như xanh cô bạn hay màu gì ấy. Anh Thu đeo đợi đó. Mày đưa cái màu vàng đồng với lại cái màu đỏ đô của cái áo này lên. Hào Uyên đỏ. Hào Uyên đỏ đô. Cái gì đợi? Đưa đợi đấy. Đỏ đô. Đây có cả xăng cô ban nữa này chị ơi. Xăng cô ban đẹp lắm, các chị đừng có bỏ qua nó nha. Mặc lên là long lanh, nóng lắm luôn. Xăng cô ban Jennifer phạt 4 vải áo mẫu mặc. Xăng cô ban này, xăng lá này, đỏ đô này, vàng đồng này. Màu em mặc là màu này em gọi là màu gì? Có cả màu xám nữa nha chị. Màu hồng cắm sen nè chị. Màu hồng cắm sen nè. Màu xanh lá nè. Lấy màu gì thì chốt cho em màu đó nha. Này em có đủ màu luôn. Ồ màu xám hết rồi. Xám thì em có lụa mắt biếc. Đẹp lắm. Jennifer phạm xanh lá hai áo. Cho thiếu một áo nữa. Mình cho chị chọn xét thời dài luôn đi mà. Jennifer phạm hồng cánh sen hai áo. Em là cái màu này là đúng chuẩn màu phong thủy của nhà em luôn. Thì Jennifer phạm nó có khúc 3m1 với lại khúc 2m, nhưng mà thôi em tính chị thành hai áo luôn. Xuân tâm xanh lá. Em tính chị thành là hai áo luôn. Về chị may thoải mái. Màu xám là có lụa mắt biếc. Với lại trời ơi, nếu mà nói về màu thì không thể nào nhớ nổi, rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn đấy các chị. Nhiều đến mức độ mà nhiều khi không biết mình bán cái gì để lại cái gì luôn á. Người ta là người ta bán một hai mẫu thôi cho người ta quản lý cho nó dễ. Ôi trời ơi, còn nhà em là tiền bé ơi, mấy đứa nhà em nó cũng giỏi lắm á, tính ra là nó giỏi á. Gặp như cỡ mà làm như mấy mẹ nó cồn mấy khi nó cồn luôn. Xám em hết rồi chị Jenny cô phạm không? Xám có lụa mắt biếc ở đây nè, lấy lụa mắt biếc này nè. Ok chị Jenny cô phạm. Giờ em nhớ này được là cái lụa này thì em gọi là lụa mắt biếc. U là trời, bán cả còn nay mà không nhớ được cái lụa này là gì không. Đây này chị, cái này em có may hàng thiết kế rồi đấy. Dạ ok chị, để em làm em gửi liền cho chị. Đây này chị này, đẹp lắm luôn á, lụa mắt biếc này. Chuẩn cực kỳ. Đẹp xuất sắc luôn. Lên hàng thiết kế đẹp lắm luôn đấy, có mày cả thế nào. Mà các chị cũng hỏi cho mà xem, nhưng mà không có làm hàng thiết kế cho mình đâu. Em mặc thì em mặc chơi thôi chứ em không có làm hàng thiết kế đâu. Xám chị lấy qua hàng này này, đẹp tuyệt vời luôn đấy chị. Đẹp hơn cái cúc nấu này hôm vừa rồi em mặc luôn ấy. Chị Jenny phô phạm 3 set xám. Xám này nhà em có, chị nào mua khoảng chừng 250 áo em có sẵn luôn. Cái này phối quần đỏ đô hoặc phối quần vàng đồng, phối quần đỏ đô hoặc phối quần đỏ tươi nha chị. Nếu mà thích tông tay thì mặc quần đỏ đô, còn nếu mà thích tông nổi thì mặc quần đỏ tươi nha. Còn xám nha, chị nào lấy xám thì các chị chốt xám cho em và thêm mẫu này cho các chị nữa rồi mình nghỉ nha. Tối mua tiếp các tình yêu ơi, nhiều màu đẹp lắm, lần sau mà em hết nổi đây. Thôi cho chị cái mặt thể xanh này nữa rồi. Xám giá 150. 150. Các chị,
là 150 ngàn một vẻ áo nha chị. Mà chị này, xin chú hả? Trời ơi, nó đẹp. Đợt này hả, em kiếm được những cái hoa văn này cho các chị nhiều lắm. Một nhà luôn. Lấy hàng mà sáng nay mới bị chửi xong. Hàng gì đâu mà không có chỗ để mà ngày nào cũng phải lấy hàng. Cho em số 9, giá 100.000, chất vải là lụa mango nha các chị ơi. Oanh Nguyễn xám. Còn Numi xám, các chị cứ xốp xám. Nguyễn Hương xám. Hà Nguyễn xám. Chị trên đây cô Phạm là hay lấy hàng nhà mình hả? Dạ. Có cái hàng giá 180 mà bán khuyến mãi tí nữa. Chị lấy cô xám luôn hả chị trên được bao nhiêu chị hốt trước đi, không thì lên trên đây mà lựa thì có mà làm sao mà lựa nữa. Cái gì? Chị nói chị sắp vô rồi đó. Vô hôm kia với chị Thủ. Ơ? Không những em luôn mà cả shop em luôn. Lâu lâu cho tụi nó bung xóa bữa giống hôm nào. Chị ơi, lên nhà em, lên nhà em, lên nhà em. Bắt con ghê là bắt con ghê. Đứa nào Nguyễn Trang số 9. Đứa nào lại bung lụa giống hôm nào nữa. À, số 9 chốt đi. Cho em 100 ngàn thôi chị ơi. Ok chị Jenny Phơ Phạm. Chị ơi, đúng cái phong tục mà người Bắc á nha. Đúng phong tục mà người Bắc á là khách đến nhà là không chè thì phải là gì? Không chè thì là gì? Không chè thì là gì? Nhưng mà nhà em không có gì hết. Nhà em chỉ có vật hẳn con heo ra thôi. Em bật hẳn con heo ra luôn á. Khi nào mà chị còn không thì ví dụ như là mai không có sức đúng không, rồi mai mình làm thêm tô thứ tăng thứ hai nữa xong rồi mình mới nghỉ được. Chị nhớ là chị phải vào sớm nha, chị mà không vào sớm là nhúng đi mất tiêu luôn đó chị ơi. Đi chắc rồi đi lấy chồng đó chị. Vân Phạm số 9 sắp đi lấy chồng rồi đó chị ơi. Số 9 cho em đang bảo thôi đừng lấy chồng, ở lại với chị được rồi, đừng có đi lấy chồng. Lấy chồng, à không chè thì nước. Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng rồi, không chè thì nước. Cho em số 9, giá cho em 100 ngàn chị ơi. Trời ơi, cuối năm em bận gần chết rồi đi lấy chồng này. Chị có nó lớn lòng nào không? Tức chết được luôn mà không dám nói câu nào. Huyền Trân số 9. Chị nào lấy thì các chị chốt số 9 cho em, giá cho em 100 ngàn nha các chị nha. Các chị nhớ nha, khi nào Nhung đi lấy chồng là các chị phải là em mời hết các chị, là các chị nhớ phải đi nha. Mai với chị là bảo Nhung, em đi lấy chồng thật hả? Thật mẹ, đi lấy chồng thật mà các chị. Bụi Nhung đi lấy chồng hả? Phải không? Nhung đi lấy chồng hả? Cho em vé 100 các chị ơi, hôm ấy nữa tối em bán nha các chị nha. Tối cho nhân viên cắt quá trời hàng ra, tối bán cho các chị tiếp. Thì em quay bên kho có cái gì mới em cho thì nó cắt tối bán các chị. Đấy, comment quá trời quá đất luôn á. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng hào cuộc chơi. Nên du số 9. Jelly vải áo mẫu mặc. Giờ này vẫn còn vải áo em mặc hả các chị? Còn ai lấy nữa em nghỉ nhá. Hẹn gặp lại các chị vào live stream tối nay nha các chị ơi. Nhớ nhá, thứ ba là ngày mai bắt đầu em sẽ mở bán hàng giá 180 ngàn một bộ. Và thứ năm em sẽ mở bán thêm một ngày nữa là trong 2 ngày đấy. Và hứa với các chị là tuần sau bắt đầu bên shop em sẽ mở cửa bán hàng trực tiếp tại shop từ 8 giờ cho tới 5 giờ chiều nha các chị nha. Còn live stream của các chị thì vẫn diễn ra hàng ngày như bình thường, không có gì thay đổi hết các tình yêu. Lan Lê vải áo mẫu mặc. Đinh Hồng Châu vải áo mẫu mặc. Lê Anh Xám. Xám là 150 hả?